56 ngay cái bằng đẹp nè. Rồi chiều lấy bộ này comment mã hai giùm em. Dạ 79.000 bộ ngay chị Phan Kim ơi. Rồi chiều lấy hai comment hai. 57 chị Nguyễn Thị Loan, ok chị Loan nè. Rồi một bộ pyjama màu xanh đen. Size là tầm 62 đổ lại mấy chị bạn vừa nha. Mã 65 chúc chị Lý Thị Hồng Nga, ok chị Yên nè. Rồi xanh đen pyjama. Rồi form 65 đổ lại nha. Chị nào không thích bạn ôm á là 62 cứ lại dừa em nha mấy chị nha. Đó 62 đổ lại dừa mọi người nghe. Cái này mã xanh đen 75.000. Pyjama quần lửng 75.000 nha. Lụa tơ co giãn 4 chiều mấy chị nha. À lấy comment xanh đen 75.000. Pyjama lửng xanh đen 75.000. Ồ ồ mấy chị ơi, cái này là kêu bằng gì ta? Nó như là một SEO hồi xưa đó mấy chị. Quá dễ thương không? Đồ này đẹp quá nhở. Rồi cái này đa số là ống rộng mọi người nha. 60 đổ lên, 65, 67 là đẹp cho em nè. Quần ống rộng mọi người nha. Ồ đẹp quá vậy. Cái này như vậy siêu quá mẹ. Đẹp ghê luôn á. Lụa nha mọi người nha, lụa nhưng mà nó tự tự như siêu hồi xưa nha. Có lọ, có lót nha. Rồi 60, 65 cái bằng dừa. À bây giờ cái này hình như nó có mấy bộ rồi mấy chị nha. Rồi vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn 75.000. Em không biết em lấy vốn nhiều luôn. Đừng có quan tâm tới cái vốn đi mọi người nghe. Bây giờ này không còn quan tâm vốn đi. Mà em thấy trên cái giá trên đây nó bán thì rẻ lắm mọi người nghe. Có 260.000 bộ thôi à. 260.000 một bộ có giá mọi người nghe. Em bán với chị 75.000. À lấy bộ này cho bán hồng 75.000 thôi. 60 lỗ lên, 65, 67 đẹp mọi người nghe. Hồng giùm em 75.000 hồng. Có hai màu hồng gì mấy chị nghe, màu hồng đó ha. Rồi mấy chị ơi, màu hồng phen đó, 60 đổ lên, 65, 67 là vừa nghe, bản mát cực kỳ mọi người nha. Rồi lấy comment hồng phen giùm em 75.000 một bộ mấy chị em nha. Đó, bộ này thì quần ống nhỏ nè. Hồng phen là quần ống nhỏ giùm em nè. Hồng 75.000 nha chị Lương Điệp, ok. Rồi hồng phen là quần ống nhỏ em mọi người nghe, 75.000 chị Lương Điệp ơi. Mát cực kỳ luôn. Quả là siêu đỉnh luôn. 260.000 trên cái giá tiền. À, lấy hồng sen rồi anh hồng sen giùm em. Rồi cái này nó đọc là tầm ý mọi người nghe, tầm ý, tầm ý đó. Rồi bộ hồng này là quần ống nhỏ nghe, cũng 60 đổ lên, 65, 67 lề dừa. À, lấy bộ này comment mấy chị gái nghe, hồng ống nhỏ giùm em, hồng ống nhỏ mọi người ha. Đó đẹp ghê luôn đó, nó để là quẩy tầm ý mọi người nha. Rồi chờ lấy hồng ống nhỏ, comment hồng ống nhỏ giùm em. Rồi mấy chị ơi, màu này đẹp quá, màu da, màu da giùm em nha. 60 đổ lên, 65, 67 lại vừa da. Nói chị lấy da rồi mang da nè em nha. Da này cũng quẩn nhỏ luôn. Da mấy chị gái nha. Ở 75.000 một bộ giùm em thôi. Rồi qua cái này là đuổi nè mọi người nha. Ôi ôi đuổi siêu cưng nè. Rồi dễ thương nha. Rồi 50, 60 cái bằng đẹp nè. Rồi đuổi này mấy chị ơi, lấy bộ này cho mã đỏ 85.000 nha. 50, 60 cái bằng đẹp mấy chị ơi, đuổi nha. Cái hàng này mấy chị gái nha là 165.000 một bộ á. Rồi à lấy đỏ tụi mình đỏ em nè. Đỏ ren. Chắc vải là đuổi mọi người nha. Quần là quần chính tóc giùm em. 50, 60 cái bằng đẹp đỏ giùm em. 85.000 đuổi đỏ. Này đẹp mà chị Thu Trang ơi. Rồi vàng mấy chị nha. Vàng là đuổi xước luôn. 50, 60 cái bằng đẹp mọi người nha. À lấy vàng comment vàng giùm em nè. Vàng là chắc đuổi xước mọi người nha. Da cho chị Sĩ Tiên da. Rồi chờ lấy vàng comment vàng người nghe. Vàng là chắc đuổi xước giùm em. 85.000. Rồi lấy em một cái túi thủy tinh chín cỡ luôn, gọi gọi nha. Ok chị Hoa Hoa, cảm ơn chị Hoa Hoa. Rồi lấy vàng comment vàng giùm em nha. Rồi chị Nhung My em còn bộ màu gì nè, chị Nhung My lấy giùm em màu hồng được không? Lên xay nhỏ giùm em nha. Hết da rồi, hết da rồi. Em còn bộ hồng. Cái này còn hai bộ nhỏ không à. Rồi em còn bộ hồng với bộ sen nè, mấy chị cũng hỏi em đi, 65kg. Hết hồng da rồi. Ủa mà chậm dữ chậm. Vàng cho chị Nhung My vàng 85.000. Ủa mạng gì chậm quá gì. Mạng hàng chi nãy giờ. Nó lỡ tới rồi mày biết làm gì không? Mà đây nó dọn đây nè. Có tiền không? Cái hay là nó dọn không có cái xe qua thôi. Xong có tiền. Rồi mấy chị 65kg còn hai bộ này nha. Đẹp lắm mọi người ơi. Rồi 50-60kg bằng đẹp nha. Xanh đậu giùm em nè. Xanh đậu 85.000. 46kg dừa.
mà tí ít lắm chiều coi. Ôi ôi mấy chị ơi, đủ thiết kế nè. Đẹp quá. Rồi size 50-60kg mặt đẹp nè. Cái màu rút màu hồng sen, quần dài hay lửng, dạ lửng. Dạ gì nè chị, nó quần nó tới đây nè chị, kêu lê yêu giống. Tới đây nè chị, qua đầu gối. Rồi Lan Quy em còn được bộ màu đỏ nữa Lan Quy, hồi chốt thêm. Rồi lát bộ này có bánh 22, mọi người nghe 22 thì nghe em 85.000, quá đẹp luôn mấy chị. Rồi bộ đuổi này nghe 60 đổ lên, 65-67 lại vừa. Coi hoài chắc chồng đuổi luôn, dễ gì. Rút cho chị Nguyễn Liên 85.000. Rồi bộ này 60-65 cái bằng đẹp nghe, chứ mã xanh beo 85.000 luôn, nó sale nè mọi người nghe mấy chị. Ấp ba nó tăng thẳng tiếng, hai lấy bằng em giùm em liền. Rồi bằng em giùm em mấy chị ơi, xanh beo. Xanh beo 85.000, xanh beo. Xanh beo 85.000. Rồi con cây này sale luôn. Ủa xanh beo 65kg đẹp quá ha. Này số 3 hả? Chị Tấn Khang ơi, bà chị 59kg cao bao nhiêu? Chị nói là em biết liền. Xanh beo chị Út Phương Nguyễn nè. Tại vì cái hàng 59.000 đúng không? Nếu mà chị nào 55kg mà mình cao 1m55-56 thì kia là mình nặng size 3 dán vừa. Còn nếu mà chị ý không muốn lấy thì em lấy ra em bán liền, chống gì hết trơn. Đó. Lấy 3 bộ chị Tấn Khang ơi, bán liền đi nha ơi, số 8. 3 bộ xả 58-59.000 á. Nãy bán không đủ luôn á, size 3 đó không đủ bán luôn á. Rồi xanh beo. Xanh beo nó hết trơn rồi. Lấy cây beo, cái đuổi beo nó nằm đâu đây nè. Đi đâu bà nội. Rồi bọn này mọi người mấy chị lụa nha, lụa chim mi. Ôi lỗi mấy chị nè, cái kiểu này kiểu khác nè. Bây giờ mấy chị nha, rồi lỡ lời chơi luôn. Rồi bọn này xem mấy chị 59.000 luôn. 40 đổ lên 55 cái là đẹp nghe. Hoa xanh 59.000. Hoa xanh 59.000. Xanh đậu là cái gì đây? Đậu nè. Chị lấy ra bán liền đi. Ok nè, được 2 bộ nè. Nè còn 2 bộ này bảo tính lấy năm này của họ nãy là chứ không đủ 2 bộ này. Thôi chị nói tới 3 bộ mà được có 2 bộ đó. Bộ gì chị bị lấy cho được kia. Rồi ok, hoa xanh 59.000 cho chị Nguyễn. Hoa xanh 59.000 cho chị Hồng Đặng. Rồi xanh đậu 56 xanh đậu. À ok, xanh đậu cho chị Kiều, Kiều Diễm xanh đậu. Hoa xanh. Ok, hoa xanh cho chị Thu Trang, đậu hoa xanh nè. Hoa xanh chị Thu Trang. Rồi hai bộ này cho Bảo tính nha. Hai bộ này cho Bảo tính nè. Hai bộ cho tính Bảo đó. Bộ đó là chốt ngoại ơi. Bộ đó cho chị ai gì đó nói thì giờ men đó. À chị Mẹ Nguyễn với hoa xanh, chị Hồng Đặng nó hoa xanh, chị Thu Trang nó hoa xanh. Rồi. Dạ. Rồi hoa tím là chị Thu Trang đẹp lắm nghe, cái lụa này nó đẹp như là lụa mango nghe, nó thật sự luôn. Rồi hoa tím giùm em luôn, 59.000. Đó, cái này là đáng lẽ giá khác đó, nhưng mà nhà cậy đi. Em bán bằng giá người ngồi luôn, cậy lỡ rồi ngày mơ làm đơn cho nó dễ chứng gì hết trơn nha. Rồi con bung kia. Đúng rồi, chị Kiều Diễm thích xanh đó đó. Rồi, à, ai lấy chốt mọi người nghe, hoa xanh em hết rồi. Hoa xanh, hoa xanh là phải không? Hoa xanh là bộ nào dưới bạn? Hết rồi, có. Không, hết rồi, hoa xanh bự rồi, bự rồi. Hoa xanh này bự rồi. Rồi, ok. Rút rút nãy coi chốt chưa nghe em rồi. Cái đó coi chốt chưa? Này này chốt rồi bốn nè. Trời ạ. Vậy là rút em hết rồi. Bảo tính lấy gì ạ? Bảo tính lấy hai bộ số 3 thả ra đó. Hoa xanh em hết nha. Rồi tím hoa ok cho Hồng Đặng tím hoa nè. Hồng Đặng tím hoa. Riêu Bảo tính không vừa. Riêu là Bảo tính không vừa. Rút em hết thì chị giỏi xíu thôi chứ xíu em lên đủ cho mấy chị lựa thêm. Rồi bi riêu này. Bi riêu Bảo tính không vừa. Hồng vàng ơi 55 đủ lại baby ơi. Bi riêu không có 60kg nha, nghe số ký nè. Rồi xanh đen 55 đổ lại vừa xanh đen mọi người nghe mấy chị. Đó, sale 59.000 xanh đen. Ôi ôi mấy chị. Ôi ôi đẹp chưa. Rồi lấy bộ này nhí sữa. Nhí sữa cho em. Bộ hoa tím 59.000. Hết hoa tím nữa đi ơi. Hết hoa tím rồi. Bi riêu cho chị nhân viên. Ok, chị nhân viên có bi riêu. Rồi chị nào lấy bên hoa biển nè mấy chị ơi. Dễ thương quá. 55 đủ lại nghe mấy cục vàng nghe nghe giùm em nè. Chị Phạm Thị Gái lấy mấy bộ nè. Ok, nhí sữa chị nhân viên cà ghẻo mà mọi người mua đồ có 59.000. Rồi ok chị Thu Trang. Ok chị Thu Trang. Rồi lấy mấy cái này cái bằng hoa biển. Hoa biển 55kg là đẹp hoa biển. Hoa biển giùm em. Hoa biển, biển hoa.
dí biển nè, với lại xanh đen. Đó, Nam Lâm nó đẹp nha, dí biển xanh đen. Đó, về các vùng đồi lệ bạn quá trời rẻ. Đúng đúng rồi, trời ơi, đồ nào mà 50 mấy ngàn nó chị thiệt, dí sữa hết rồi. Dạ ok, cảm ơn chị Ngọc Duyên. Lấy cho em 50 ký hả? Rồi 50 ký rồi, được 2 bộ nha chị gái nè, cho chị gái 2 bộ nè. Rồi vậy là em còn bộ 50 ký mọi người nha. Rồi nó chị 55-60 ký nè. Rồi chị đi biển 55-60 ký bạn đẹp đi biển nè. Rồi mấy chị đi riêu đó. Chị Nguyễn Ngang nhiêu ký cục vàng ơi? Chị Nguyễn Ngang ơi, chị nhiêu ký đó? Đây đi biển đi riêu 55-60 ký bạn đẹp nè. Ví dụ như chị nào nè, mình 55-56-57 ký mà mình hơi thấp người, mình bạn size số 3 là nó rất là đẹp luôn. Em nói thiệt nè, như mọi người thấy em không, em hiện tại là ủ nu hiền nguội rồi nghe mọi người nghe, đang buồn phút này sao bữa nay mập quá không biết mọi người nghe thiệt. Rồi ok chị Phan. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe, bữa hổm em có đó chị, để coi ngày mơ em về chắc cũng cỡ mọi người biết sao bữa nay em xả kho dữ không, tại ngày mơ em nhập về tới mấy thằng bộ đồ lắm không có chỗ chứa mọi người nghe, cái thật tắt em không có kịp nhóm thiệt. Rồi 55-60 cái bằng đẹp nè, mày vô cái bên dưới nè, bấm gì thao ra được. Rồi đi riêu về Thủy Tiên. Ok Thủy Tiên. Rồi mấy chị đi đậu, đi đậu nha, 55-60 cái bằng đẹp đi đậu, giải em ba mấy chị luôn nè, mềm mịn đẹp cực kỳ luôn đó. Rồi đi riêu, em hết đi riêu rồi, lấy bi đậu đi chị Tâm Phạm ơi, lấy bi đậu đi chị, bi đậu cũng đẹp nè. Rồi 50-55 cái bằng đẹp đi hoa biển mọi người nha, 50-55 cái hoa biển giùm em mấy chị, 59 ngàn hoa biển, lấy hoa biển comment hoa biển giùm em nè, hoa biển. Ồ ơi ơi quan nữa, cái bờ cây đuổi này nãy ai chốt xanh beo. Bi biển thì giỏi xíu. Ờ ok bi biển. Rồi ok chị Nguyễn Linh bi luôn. Rồi em hết luôn rồi, em hết luôn rồi chị Ngọc nha. Rồi mấy chị sáu lần có mấy bộ nè, lấy cho em một bộ chấm bi. Chị Kim Hoàng nha, ok chị để tiên bỏ ra mấy chị nha, lựa tay dài có chị, tay dài có. Rồi mấy chị 60-65 cái bằng đẹp nè, hoa biển. Rồi ok chị Ngọc Duyên thân yêu của em nè, khách buộc. Chị nào mà khách quen là tụi em mới gỡ luôn khỏi gọi nha. Chị nào khách quen có nghĩa là đã mua hàng bên nhà em gọi nha, thì mình mới gỡ luôn khỏi gọi mấy cục vàng nha. Còn chị nào mà mua lần đầu tiên thì mấy chị thông cảm, cho tụi em điện một lần để mà tụi em nè tư vấn số ký chiều cao cho mọi người nghe, với lại họ coi đúng người không mấy chị gái nha. Ừ. Vậy hả? Ờ cảm ơn chị Cao Hồng Mai nha. Ờ Tiền Giang. Ờ mới nhận được đồ với anh Ti nhanh mà gặn tuần mới nhận được, em tính điện cho chị sợ chị nói dự lịch chứ. Ờ rồi bi riêu nha, ok cái bộ bi riêu của chị Thủy Tiên bỏ ra cho chị Kim Hoàng. Ờ chị giỏi xíu lấy bi đậu mà, chị giỏi xíu lấy bi đậu á, chị giỏi xíu chút bi đậu đi chị đó. Chưa rồi 60-65 cái bằng đẹp nè. Rồi 60-65 cái bằng đẹp người nghe mấy chị, cái mã bi riêu nè. Ờ bi đậu có bi một á. Rồi 60-65 cái bằng đẹp người nghe mấy chị, coi nè lụa nè đó mọi người nghe im lắm. Rồi bi riêu, rồi hoa xanh đen 60-65 cái bằng đẹp hoa xanh đen mọi người nha. Đó mấy chị, nó còn mấy bộ sơ bự à. Rồi chị nào lấy cho em nè. Rồi ok chị Kim Hoàng có đơn, ok chị yêu nha. Đó cái bi riêu của chị kia bỏ ra chị gì nè, Thủy Tiên á, bỏ qua cho chị Kim Hoàng. Rồi chị nào chốt mọi người nghe. Rồi 60-65 cái bằng đẹp, ok chị Yến Kinh. Rồi bi riêu cho chị BKK, ok chị BKK 59 ngàn mua giùm em 2 bộ nghe chị BKK nghe, gắn lựa giùm em 2 bộ nè. Rồi mấy chị ơi xanh đen 60-65 cái bằng đẹp bi xanh đen, xanh đen giùm em á chị ha. Rồi hoa biển, hoa biển với bi xanh đen mọi người nha. Rồi em có một bộ gỡ luôn khỏi gọi, có một bộ tắm mua giùm em. Đúng rồi có một cái đúng rồi, màu xanh đang mặc trong người cho số loại 79 ngàn chị Hoa Phan. Hoa Phan ơi, bộ xanh đang mặc trong người 79 ngàn, cái bộ này là chắc phải là tiết trẻ Thái nha.
là chị Hung lấy chị 10 bộ 20 bộ mọi người nghe, tại vì chị rất là mê cái này mà chỉ có nhà em Hung bán là rẻ nhất nha, em bao với chị luôn thiệt. Hai xanh đen chị quẹ 8, tại vì người ta bán bộ này rẻ nhất là 125 ngàn. Hai xanh đen chị quẹ 8 rồi, cho em một bộ cho em một bộ đang gắt hương vai, cho em một bộ gắt trên vai mang dừng lại 2 giây, gắt trên vai là bộ này nè, gắt trên vai này cho chị Thu Nguyễn nè. Rồi đang like hả, 59 ngàn. Em có một bộ để lại gỡ hai bộ mi nhỏ lại rồi gửi cho em là sao chị? Rồi nè mấy chị Hoa nghe cái này cái bản gì ta này, cho em gì quên rồi. Rồi mấy chị comment này mã 12 đi, 60-65 cái bằng đẹp 12 mọi người nghe, 59 ngàn, 59 ngàn mã 12. Ngọc Giàu mua thêm mẫu cho đủ đơn, Ngọc Giàu ơi Giàu mua thêm mẫu đủ đơn này, cục vàng bớt dài còn giữ cục vàng, cục vàng bộ đơn nè. Bỏ trăm người là quần dài không, rồi cái mười em mặc là quần chính tắc nha, mà em có còn quần dài còn ít kìa, quần dài em còn ít nha. Chị Phan Trinh mình nhiêu ký, chị Trinh nhiêu ký, chị Huệ 8 đi em bộ này coi chị nghe, hai bộ có tiếp không? Có chị, hai bộ là bên em ship bình thường nha, phí ship ở nhà em là 25 ngàn, ship là bưu điện thu em không có lấy nha. 12 chị điểm tiên bộ 12 nè, rồi lấy 12 còn bên 12 còn bộ mọi người nghe đó. Bộ đang mặc trong người là quần chính tắc nha. Rồi đây em muốn đuổi lên đuổi nè, rồi 60-65 cái bằng đẹp nè, đuổi mã 1 à, lấy đuổi này chốt mọi người nghe mấy chị đó, 85 ngàn mã 1. Ok mã 12 chúc cho Nguyễn Thị Ngọc Giao. Trời ơi chị ra mấy 6 bạn cái này đẹp lắm, nhưng mà cái này còn chín mắt hay một vàng ơi. Rồi mẫu nào 65 kg không, đây đuổi này em đang sale mọi người 85 ngàn luôn, chị nào không mua tới gắn chịu nghe, 60-65 cái bằng đẹp nghe, quần chín mắt giùm em mã 1. Mã 1 85 ngàn cái này là đụng gì like đó mọi người nghe, đụng gì xả đó đó. Rồi mấy người ơi dễ thương không, 45-55 cái bằng đẹp mã 18, 45 đổ lên, 55 cái bằng đẹp mã 18 giùm em mọi người nghe, 85 ngàn, quá đẹp luôn quý vị ơi. Đuổi nghe mấy chị nghe, đuổi là thiết kế thì đi mà đẹp không à. Rồi 65 cái đẹp mọi người nghe, rồi cho em mấy chị nghe. Rồi em xả rồi chị nghe, Thái ơi, Thái Tướng Khang ơi. Rồi mấy chị 65 này đẹp giùm em nè mấy chị, beo bò beo gặp giùm em nghe. Rồi cho lấy beo còn mấy beo nè mấy chị, beo giùm em lên bộ 53 kg hả chị, 53 kg là mua cái này nè. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mã 28, chị Thanh Thúy hả, đậu đi chùa hết một vàng, đi chùa đấy ha, giờ bữa em nhập thì bây giờ đi chùa em còn một cây màu hồng không à, chị bèo có bạn màu hồng em xả rẻ cho. Mã 1 chị Thảo Trương cho số hỏi giùm em mà chị nghe, 85 ngàn, dễ đuổi nha, dễ đuổi giùm em. Rồi bộ này chứ mã 28 nè, 50-60 kg là đẹp mã 28. Chị Tâm Hạ ơi, 53 kg là cái nào em đặt 50-60 kg là lụm liền, bấm chị lụm. Thế nè, bộ này cũng đẹp đó nè. Rồi mấy chị nào 53 kg là thấy em hơn bạn đẹp là mấy bà bạn nha, em là cũng 53-54 kg đó. Rồi 50-60 kg bằng đẹp mã 64, mã 64 có xem beo bò, beo bò đây, beo bò đây chị. 65 nó lại vừa nha, 65 cái này vừa em mấy chị gái nghe, cái này beo quần chính nách giùm em đó, xả một ngày duy nhất. Có bộ cánh dơn không, có luôn cánh dơn bên đây bao la. Rồi ok đưa cho chị cái bộ đi chùa màu hồng ở trên cải đó thi. Ok giỡn xíu là bộ đang đang mặc 55 kg, trời ơi chị ơi 55 kg và bao đẹp luôn em, 53 kg gì đó, 54 kg giá, trời ơi làm sao mà giảm lại còn 50 luôn mấy chị, giảm 4 kg là mệt lắm nha. Bữa nhỏ không mà nghe chị Hoa Phan ơi, chưa cho số hỏi ai cho chị bộ tí gãy tái ra bạn đây bán cho hết cho bác đây. Trời ơi bộ vàng đẹp gì đâu mấy chị nha, bộ vàng dễ đuổi nè, 28 chị vừa không, vừa nghe chị Vượng ơi nè, chị nào 53-54 đây đây mấy chị. Trời ơi dễ thương chưa, quần ống rộng nghe không chị, đi chùa này là quần ống đứng nha, chị Thanh thấy thôi, đi chùa này là quần ống đứng chứ không có ống chị, ống đứng á. Lấy em bộ beo bò, ok beo bò cho chị Trần Thị Minh Nguyệt. Có bộ vong nào 65 kg không chị, bà lấy hàng phải cho số hỏi nha, cho số hỏi là bên em
mấy mấy có đơn nha, rồi em lên từ từ mình lựa ha. Rồi 18 là chị Nguyễn, chị Nguyễn Phượng bạn được đẹp nè. 18 là 45 55 chứ còn đẹp mã 18 giùm em. 18. Thôi 28 thì bị lỗi mọi người nha. Rồi 28 này nó bị kiểu như là nó kéo mọi người nghe, nó hơi bị sự đây chút xíu nha. Rồi. Này 50 60 cái bằng đẹp. 50 60 cái bằng đẹp nghe mấy chị chứ mã lỗi nhẹ nha. Rồi lỗi nhẹ này em bán mấy chị 60.000. Đó, để mất công gỡ sữa mọi người nghe là biến. Rồi lấy bộ này cho mình lỗi nhẹ 60. Lỗi nhẹ 60.000. Có gặp ly ống rộng hôm bữa chị xả ra tiết ghê. Em là Trần Nguyệt. Thấy bà để tên là Trần Thị Minh Nguyệt nè. Trần Nguyệt hay Minh Nguyệt gì cũng được hết trơn nha, miễn bấm ra là có ra ra nha. Rồi nói chị ơi. Lỗi nhẹ 60 chị Nguyễn Liên. Ok chị Liên, nói chung là tại vì em dòm kỹ mới thấy mọi người nha, mấy chị bạn mà dòm không kỹ cũng không có thấy đâu. Rồi 60 đổ lên, 65 67 là vừa chị Huy Nguyễn nè, xe đại nè chị Huy ơi. Rồi beo nâu 60 đổ lên, 65 67 là vừa beo nâu giùm em. Beo nâu 85.000 mấy chị ơi, beo nâu 85.000. Rồi ok đợi em xíu. Rồi 60 đổ lên, 65 67 là vừa. Vàng này là chất đuổi rồi mọi người nha. Lấy màu này comment vàng ren. Vàng ren quần chính mắt giùm em nha. 60 đổ lên, 65 67 là vừa vàng ren. Vàng ren giùm em nè. Ủa đẹp chưa. Rồi 60 đổ lên, 65 67 là vừa nâu ren. Nâu ren giùm em. Nâu ren nha, lấy nâu ren comment nâu ren. Ok, beo nâu chắc là chị Phạm Thị Lắm. Em hết beo nâu rồi nha. Bắt đầu beo nâu đó. Rồi bây giờ vàng nè, vàng ren nè, 85 luôn. Chị Lắm thấy hết trơn cái này, chị Lắm ơi đẹp lắm. Em hết beo nâu rồi chị Ngọc Trần ơi. Đó, cái này xe đại nghe đẹp lắm. Trời ơi, đâu ai xe 85.000 mấy chị ơi. Tại em thả kho em xe đại lắm mọi người nha. Rồi mấy chị 60 đổ lên, 65 67 là vừa đổ đô nè. Đỏ đô mọi người nghe, lấy đỏ đô chứ đỏ đô em 85.000 đỏ đô. Đỏ đô. Ok chị Lắm nè, đại lấy hết không chị Lắm nha. Đẹp lắm chị. 100 bộ chưa có ngấy nữa nè. Đó. Rồi thay đại á. 1 2 3 4 bộ. 4 bộ chị Lắm ơi. Ở đây còn 3 bộ nè, chị Lắm lấy luôn không? 7 bộ. Chị Lắm lấy luôn không? 7 bộ nè chị Lắm ơi nè. Đó, siêu đẹp luôn nghe chị Lắm nha. Đây nè chị, thay đại quần chính tắc không à. Cái này là cái quần mà chị Lắm thích nè. Mấy chị đi mua giải là chưa được giá đó nữa mấy chị nha. Đó đây nè. Đó xe đại không nè, chị Lắm thân yêu của em nè. Đó, em đang xả là chị có 85.000 mà đuổi xịn luôn, đuổi thiết kế này kia không à. Đây nè, đó, đẹp chưa? Quá đẹp không mấy chị nha, quần chính tắc nha. Đuổi hàng thiết kế quần chính tắc. Đó, còn ba bộ xe đại này chị Lắm lụm luôn không chị Lắm ơi. Đó, quá đẹp luôn chị ruột nha. Bộ răng mặt có màu gì? Màu da hả? Không. Làm sao mà nó có màu da, màu gì đâu. Chị đâu vậy? Ở đâu ra đưa vậy ba? Gãy đuổi mũi nhỏ không à. Đỏ đô có người chốt rồi. Nâu chị Lắm lấy rồi. Rồi. Đen chị xin chi. Nào chị Lắm đang chốt chị nào chị Lắm đâu rồi. Rồi chị Lắm ơi bà lấy mấy bộ sao không. Rồi 60 đổ lên, 65 67 là vừa hồng. 85.000 mọi người nghe đẹp lắm. Đẹp lắm luôn. Phải đuổi quẩn nhỏ không mọi người nghe, quẩn nhỏ không à. Dạ đuổi thiết kế nè chị Mén Diếm ơi. Đuổi thiết kế nè. Rồi cam. Vàng đang mặc cho chị Nguyễn Linh. Ok 85.000. Rồi lụa khói ok đợi em xíu nè. Rồi mấy chị trộn cái màu cam đẹp ghê luôn à. Mango hả chị, đợi em xíu lên từ từ. Rồi mấy chị nè, bây giờ nè. Hai mọi người nghe mấy chị nè. Hai gì á mấy chị nghe. Đây nè, bây giờ đồ đi chùa là em còn nhiêu nha. Bây giờ là em vừa bán vừa tặng. Nếu mà chị nào cũng như là vừa bán vừa tặng, mọi người không mua á, thì đó, nói ngay nha. Là bữa đó em đi công chuyện dài, quần dài, không quần chính đất không à. Em mệt, em không có có tặng hàng nha. Chứ tặng hàng rồi đưa cho bà chị em. Cái máy nha, bộ răng mặt người ta chốt rồi. Rồi bây giờ hồng, đa số là còn hồng. Bây giờ mấy chị em tặng bán tặng mỗi người một bộ nha. Rồi nó còn size 3, size 4 mọi người nghe mấy chị nè. Đó kiểu là nó gì nha mọi người nha.
chữa nó gì. Rồi quần là nó như vậy giùm em nha. Rồi chị nào chốt người nha. Đó, giờ bán giờ tặng giờ gia viên với mọi người một bộ 50.000 là không có nói vốn gì đây mọi người nghe. Nó em đang bán tặng mọi người nghe cho mấy chị bạn đi chùa. Nói chung là đồ đi chùa là thường thường em mua bán nha, thật sự mọi người nghe. Em chỉ lờ một đôi chút để mà còn dư những cái gì mà còn sót lại mọi người nghe là em đi tặng hết trơn mọi người nghe. Cái này là nói cho mấy chị nghe vậy thôi nghe, chứ không phải là em nói mà tốt cái gì nghe mọi người nha. Rồi thôi nhớ đợi em xíu. Rồi chị em nào chốt comment nè, nó còn số 3 và số 4 mọi người nha. Mà đa số là màu này, đa số là cái màu trên da em mọi người nha. 50.000 một bộ đó, chị nào mà có bạn thì bạn nha. Đâu có đen đâu mà lấy đen. Ừ có đen đâu lấy đen, đừng chọn màu nghe, nó cực vàng nha, cho thuốc phí thôi. Mấy chị còn nghe nào một bộ chùa bao nhiêu ký đó. Ừ là bên em lấy nghe, chứ đâu có đen đâu mà chốt vậy đó. Đâu có đen đâu mà chốt nha, cũng không có tím luôn, không có tím luôn đó. 50.000 không có đen tím gì hết trơn. Ừ bộ đen 85.000 hết rồi nghe chị yêu ơi. Đã còn màu đó không đó, em còn màu đó nha. Rồi mà coi chị ok ê đưa cho bị bỏ đó nghe. Ừ nó 50.000 bạn cho mọi người coi đẹp lắm. Đâu có màu nho đâu mấy chị, đâu có màu nho. Ê cái bộ màu này là sao nhiêu nha? Sao buồn. Ok lấy bộ đó chị Ngọc Anh Ngô đi cơ. Rồi chị Ngọc Anh Ngô có bộ đó. Rồi đi chùa có xe lớn không? Có nghe, có ba mấy mấy cái này? 50.000 3, 4, 5. Trời ơi đang bán giao viên cho mọi người mà đâu có bán lời đâu mà má bỏng gì. Nếu vậy ta tính cho chị Nhung đó. Đây mấy chị nghe dễ thương không? Ô tôi không lẽ tôi bụng bộ tôi đi 4 bộ mồ sai hai để gì chị? Có đi đơn một bộ không? À, đơn trên 100.000 ở lộn. Đơn ví dụ như đơn trên 80-90.000 bên em mới đi nha. Mà đơn 40-50.000 em không có đi nha. Rồi mấy chị nghe dễ thương không? Đây mấy chị nói vậy nè. Chị Bùi Thanh Hải có một màu rồi nghe, lấy một bộ thôi. Rồi có một màu và một bộ thôi chị ơi. Này là giao duyên với mọi người nghe. 50.000 50.000 bữa nay em bạn cái số này cũng nha. Trời ơi mấy chị 50.000. Ê bay bay tao bắn này được rồi bay. Alo cái nhà không được. Ê để mua cho này không nha. Em bảo có nha. Được không nha? Được không? Ờ vậy là bộ này của mình đi. Ơi bộ này để dành cho bạn đi chùa nha. Ồ được được. Ở trời sao mà hồng cháo trang vậy mấy mẹ. Sao mà hồng cháo trang như vậy. Rồi mọi người nghe. Quá đẹp và đầu lan có số lớn không có. Rồi ok một bộ chị Linh Nguyễn 60kg. Đó mấy chị comment vậy là được. Comment gì được nha. Đừng comment nha. Rồi không có màu. Mấy chị ơi còn màu hồng không à. Còn màu thứ em đang mặc không nghe mọi người nghe. Mà em bạn để mấy chị đi có sao không. Đang mặc được nè. Có gì. Rồi số mấy đây còn thứ 5 không đây à. Số 5 còn rồi chị Tú ơi. Mọi người nhớ em nghe có đơn nó mang vô nha mấy bạn nghe. 50.000 không có gỡ hàng nha mấy chị. 50.000 gỡ không được nha. Chị Tú Duyên một bộ số 3 nè. Chị Đặng Thị Ngọc Cẩm một bộ nè. Chị Ngọc Cẩm súng nhỏ luôn. Rồi chị nào chốt comment mọi người nghe. Đó mọi người quá dễ thương nè. Chị nhân viên súng nhỏ. Cái bộ màu hồng dễ thương quá nha. Thấy vậy chứ mọi người nghe. 65kg còn không bay. 65kg thì chị Lý Thuận Nga bộ nè. Chị Kim Thoa 5 bộ đủ size hả? Còn bộ nào không? Chị Võ thì Hoàng Quanh một bộ nè. Ok chị Quanh. Cá trục. Em mặc đẹp hả mấy chị? Em để lại, em dám cố gắng em. Em giảm cân lại một xíu rồi bạn để bạn đi chùa. Vậy là mình được 2 bộ. Má ơi mày để dành tiền mày đi cắt chú bớt đi nhanh ơi.
5 cái bằng dừa. Rồi có đơn quăng vô mọi người nghe. Rồi tiếp tục lên cây này mấy chị ơi. Tiếp tục lên cây này nghe mấy chị gái nha. Rồi 60-65 cái bằng dừa này mấy chị ơi, comment cam. Ai vậy hả? Ok chị Bùi Thanh Hải nè. Rồi ngày mơ miễn là ai không không em máy bỏ qua chị Thanh Hải nè. Xanh với hồng có hồng có xanh đâu. Diễm My ơi bật vừa bà lấy tôi đi. Có xanh đâu ra ngoài. Ok chị giỏi chị Bùi Thanh Hải luôn có gọi. Rồi mấy chị. Trời ơi sao còn trống nhóc cho người cho nó khó. Rồi 60-65 cái bằng đẹp này mọi người nghe. Cái mã cam. Mã cam đuổi mọi người nghe, 85.000 cam đuổi. Cam đuổi 85.000. 60-65 cái bằng đẹp hồng. Đó. Rồi ok chị Kim Tho. Không lấy cho em. Ok. Lấy cho em 3 bộ đuổi 50kg 3 màu. Đây nè, 50kg phải không? Lên cho cục vàng nè. Rồi. Rồi đây mọi người nghe. Rồi cái đuổi này bên đây á mấy chị nghe, cái lô này là em theo 95.000 nha. Mấy xe thịt coi bằng thủy tinh không dạ không? Rồi nè. Chị Thảo Thông ơi, bên cái cây đuổi này á là hàng thiết kế chị mọi người nghe, trăm mấy luôn á, mà em theo có 95.000 nha, cây là 95.000 giùm em nha. Rồi hết luôn rồi Diễm My ơi. Rồi mấy chị, cây là 95.000 giùm em, size 50-60 cái bằng đẹp nha mấy chị ơi, comment mã 69 giùm em nè. Đuổi thiết kế nè. Hàng đẹp mọi người nghe mấy chị, quần kính bắt giùm em. Rồi 50-60 cái bằng đẹp nha, comment 69.000, mã 69 mọi người nghe, 69-95.000, 69. Cậu Lam đã ra tiền em hết trơn rồi, cậu đi chùa 50.000 em hết rồi chị ơi. Hết trơn rồi. Rồi nó cục vàng nha, 50-60 cái bằng đẹp nè, mã 72. Đuổi quần ống nhỏ mọi người nghe mấy chị, hàng thiết kế giùm em nè. Rồi lấy chốt mã mọi người nha, 95.000 bộ lô này mọi người nha. Cái mã 72. 50-60 cái bằng đẹp 72. Công nhận chị Lý Thanh tôi bà hỏi Linh thì đó nha. Mấy chị Linh vậy sao mới hỏi hoài. Rồi mã 69 là bộ nào quay mã 69. Mã 69 thì chị Ngọc Trăng. Ờ 95.000. Rồi mã 53 mọi người nha, 50-60 cái bằng đẹp 53. 95.000 một bộ mấy chị gạt đẹp nha, này siêu đẹp luôn chị Trăng ơi. Rồi cái mã 63. 65 cái lại đẹp mọi người nghe, cái mã 44 sao có giống nha. 65 cái lại vừa 44 giùm em mấy chị ơi. Đó, đuổi mùng dài luôn. 60 đổ lên, 65 cái lại vừa mã 44 mọi người nghe, 95.000 mã 44. Có lam có vải Latin. Ba cái đó đem về hết trơn. Rồi 40 đổ lên, 55 cái bằng đẹp, 44 chị Trâm Bích, ok. 72 chị Thảo Thu, ok, Thảo Thu có 72. 72 chị Thảo Thu trong số điện thoại nè. Rồi 40 đổ lên, 55-56 cái bằng đẹp, mã 75. 75 mình cuộc lại nghe mấy chị nghe, bạn vô cuộc lại. Rồi lấy 75, comment 75. 45-55 cái bằng đẹp 75. 75 giùm em. Rồi mấy chị nghe quá đẹp luôn. 50-60 cái bằng đẹp mã 6. 53 chị Thảo Thu trên số điện thoại nha. Đó, có đồ đẹp lắm mấy chị, siêu đẹp giùm em luôn. Nhãn hàng mấy chị chỉ có liền thôi. Rồi lấy comment mã 6. 50-60 cái bằng đẹp mã số 6. À đẹp quá. Rồi bọn này mọi người nghe, mình bạn được 2 kiểu, mấy chị bạn một kiểu gì, bạn kiểu gì nữa nha. Rồi size 50-60 cái bằng đẹp mã 29. 29 mọi người nghe. Đó, đằng trước nó gì nha mọi người ha. Rồi quần ống nhỏ nha mọi người nha. Rồi chưa lấy comment 29 giùm em nè. 50-60 cái bằng đẹp 29. Mã 6 cho chị Ngọc Trần. Ok cảm ơn chị đẹp nè. Rồi 40 đổ lên, 55-56 cái bằng đẹp mã 26. 75 chị Thảo Không ơi, cục vàng mua hàng cho em xuống hỏi cục vàng ơi. Rồi bên em mấy chị có bán cái này là thông cống thông cầu gì nè mấy chị, nó mình cắn vô cái vòng cầu nó rẹt xuống mấy chị, 35.000. Giờ lấy con nó thông cống 35.000. Rồi mấy chị ơi, đẹp quá. Mã 6 có 10 số rồi chị Ngô Khải thân yêu của em ơi. Rồi ai lấy một này comment mã 26 nè. 40 đổ lên, 55-56 cái bằng đẹp mã 26 giùm em mấy chị ơi, 95.000. Đẹp quá. 26. Ê mã 6 lỡ nào nha. Này, cho cầm cái bộ đồ ra coi giống cái bộ này không. Ờ ok, mã 6 chọn bộ nè. Mã 6, ok, mã 6 chị Nguyễn Phượng. Chị Nguyễn
Phượng có mã 6 nha. Ờ quên. Ờ sorry. Mã 6 không có. Chị Thảo thông tin yêu em ơi, mình lấy mã 72, 53 với 75 rồi lấy hàng cho em số gọi nha chị Thông ơi. Ôi ôi cái này dễ thương quá trời. 45, 55 chứ bằng đẹp mã 22. 22 giùm em, lấy 22 cho em 22 với chị nha. Ôi ôi quá đẹp luôn chị ơi. Lấy 22 cho em mã 2 mô cặc phải không? 22 đúng rồi. 40 đổ lên 55 chứ bằng đẹp mã 22. Rồi 73 đó chị, đẹp ha. Quá đẹp luôn. 50, 60 kg bằng đẹp. Ok chị Thảo thu. Rồi chị nào chốt comment mọi người nha. Quá đẹp luôn. 50, 60 kg bằng đẹp 37. Đây mọi người bạn cho mấy chị coi nè. Trời ơi dễ thương chưa. Nó cái bông nó nhiều mọi người nha. Rồi mấy chị 95 nè. Rồi bọn này mấy chị nghe đẹp quá luôn. 6 mua đổ lên 65, 67 đẹp đẹp mọi người nha. Cái mã 53, 53 giùm em nha. Đầu dây là đầu gì chị? 6 mua đổ lên 65, 67 đẹp vừa 53. Lên lụa hả chị? Lên lụa, lên lụa. Muốn lên lụa, lên lụa chị ơi. Rồi 6 mua đổ lên 65, 67 đẹp vừa 53 giùm em. Anh lấy 53, cho mình 53. Hai mấy chị nghe siêu đẹp giùm em. Ôi quá đẹp, rất là tồi. Bộ này bạn siêu đẹp luôn, 50, 60 kg bằng đẹp. Hả? 53 cho đẹp căng. Tơ hoa 65 kg hả? Tơ hoa 65 kg hình như là ngày qua còn có 2-3 bộ gì á. Tơ hoa 65 kg hả? Rồi chắc mã 34. 50, 60 kg bằng đẹp 34 mọi người nha. Ở đây 34, comment 34 giùm em. 34. Rồi mấy chị ơi quá đẹp nè, 50, 60 kg bằng đẹp nha. Đó, chị nào chứ em mấy chị ơi 04. 50, 60 kg bằng đẹp 04 thì mấy chị nghe 04 quần dài. 04 giùm em. Rồi cái bộ này mấy chị đẹp lắm. 50, 60 kg bằng đẹp mã 70. 70 lấy 70 cho em 70 mọi người nha. Quá đẹp luôn, 70 95 nghìn mấy chị ơi. Ôi ôi bỏ được con đẹp nữa, để em lên hết cái này em qua cái khác mọi người. Rồi 50, 60 kg bằng đẹp 06. 06 mọi người nghe lấy 06 comment 06. Đó, 37 chứ chị giỏi, giỏi viền, ok giỏi viền. Chị giỏi viền nhớ nữa canh máy thì em mang cục vàng không em nha. Cục vàng ơi. Có đồ quần dài áo dài không, quần dài áo dài là sao ta? Mình định hình lại cái nha, có nghĩa là tay dài đúng không? Rồi 60, 65 cái bằng đẹp mã 14. Rồi mấy chị ơi 60, 65 cái bằng đẹp 14. À đấy 14, chút 14. Rồi mọi người nghe 40 đổ lên 55, 56 cái bằng đẹp mã 70. 70 giùm em. Ok chị Ngô Khải. Nhét vô chị Ngô Khải của đó luôn nha. Rồi mấy chị ơi, mấy chị đẹp lắm. Rồi mã 9. 50, 60 cái bằng đẹp mã 9 nha. Ở đây 99 giùm em. 95 nghìn mộ mấy chị ơi, quần dài mã 9. Em thấy chị Phong Phương mà đâu có thấy bà cốt cái gì đâu chị. Trời em thấy chị chỉ chấm bài thôi à. Ủa có ảnh gì không? Tay dài quần dài chị tìm chằng mình mua size nhiêu ký cục vàng ơi. Nhiêu ký coi được chia sẻ gì rồi mình bóc thêm cái nữa nè. Mọi người dán chia sẻ cho em 500 lượt đến mấy cục vàng ơi. 60, 65 cái bằng đẹp mã 67 giùm em nè. 60, 65 cái bằng đẹp mã 67 nha. Lấy 67 cho 67 giùm em. 95 ngàn. Chị nào lấy chốt giùm em mọi người nha. Rồi bây giờ nè mấy chị, lên cái lũa phải không? Bây giờ chị nào kêu em lên lũa gì ta? Lên lũa gì em quên rồi, gái mấy chị nghe bộ này đẹp nè. Bộ này size 50, 60 kg bằng đẹp 79 ngàn nè. À lấy bộ này cho em mã 27, 79 ngàn nha. 50, 60 kg bằng đẹp 27, 79 ngàn.
lên nha. 60 đổ lại mấy chị bạn đẹp giùm em nè. Rồi cục vàng đầu chốt comment lên giùm em nữa. Chị nghe mang gòn lửng gọi là mang gòn ngố. Mọi người nghe mấy chị đi mang ngố này kia đó là nói nha mọi người nha. Rồi bây giờ chị nào chốt comment giùm em nè mấy chị nha. Tay dài hả chị Lê Mỹ? Tay dài đâu rồi, khoan để có đem vô cây tay dài. Dài là tay dài móc tay hay là quần dài ta? Để ta có đem vô cây tay dài và đem Mỹ một tay nha. Tay dài đó là tay bự nè. Tay dài phải không? Em nhớ em có sắp vô cây tay dài. Mấy chồng em luyện khúc nào nè. Đây nè, cây này tay dài nè. Ờ, có ai cây tô hoa nằm đây nè bay. Ờ, gãy bỏ mây xấy nè bay. Tay dài, ê, tay dê nè. Tay dê nè nha. Tay dê nè. Rồi nó mô hoặc à chị tay áo, áo tay ngắn dài có luôn đây, tay dài nè đó, cái này là đẹp lắm nha, mẫu này siêu đẹp luôn đây, hàng bao đẹp bao xịn luôn đẹp chưa đó, lụa man gồ luôn nghe cục vàng nha. Rồi bữa nay là nó bán không lời là không cần lời lắm mọi người nha. Rồi cái này theo mấy chị 100.000 bộ luôn, bà nào mua nhanh thì có chẳng có thì mấy chị gái nha. Rồi ai lấy bộ này chó này mấy chị ơi, 50-60kg bằng đẹp nghe, mã 51 giùm em. Đó cái này là 45-46-47-48kg mấy chị cũng chốt được luôn. Rồi mã 51 giùm em, 100.000. Tay dài. Rồi mã 41 luôn nè, nó con ong nè. BBR ớt gì nè. Đó ai lấy con ong này cơm mà 41 giùm em nè. Lụa man gồ nghe chị gái nghe, man gồ xinh đẹp luôn, xem 100.000. Dễ lắm á. Rồi 50-60kg bằng đẹp nè. Rồi cho em mấy chị gái nha. Coi đồ khung hồi nãy, khung hồi nãy thấy gì ta? Chị qua biển hạn ơi, có gì cục vàng, bà vô khúc nào vậy ngoại? Mã 63, bà vô khúc nào rồi? 41 chị Lê Mỹ nè, ok, 100.000 lụa man gồ. Rồi ai lấy comment 63 giùm em nè. 63 con ong đó chị, biết ong trước còn ong nữa nè, bắt vô bắt cây một á, bộ sọc cây dài. Em quýnh chị chết nha chị Thanh Trang ơi, giờ em biết nằm đâu nè, nè cái cây này để lấy như nát quả còn không biết nằm đâu nè, biết có trồng không không biết luôn. 51 chứ chị Lâm Nguyễn ok. Rồi manh gồ lửng hồi nãy ha, à đợi em xíu đi. Rồi mã 70 nè, 70 nha, 70 comment 70 nha, lụa man gồ đẹp lắm. 70 siêu đẹp. Bán ở đây là bán kiểu như mình bán xả vàng lâu lâu xả vàng lần mà bán phi thanh văn đó mấy chị nghe, là phi lợi nhuận đó. Rồi mã 75. 75 giùm em nha, lấy 75 comment 75 nè. 70 cho chị Thu Trang thân yêu nè, chị ruột nè. Chị ruột bị thất lạc nè. 70 ok chị yêu. 63 cho Lâm Nguyễn ok. 63 cho bà Lâm Nguyễn nè. 70 nó hơn coi nãy ngoài còn 5-6 cây mà không biết có trùng không. Thì ngoài coi luôn thôi. Ngay tủ lạnh đi ra thì là chị lấy cái này ra chị sắp lại nguyên hay tay dài với các cây trung thái ra thôi. Ngoài ở trong là solen ở ngoài đó đó. Hơn gọi điện thoại đặt 10 bộ có không em chị Trang Nguyễn đó hả? Dạ em đang hỏi bán mà biết chưa thấy bác trả lời này chị. Ba lô 99.000 cục vàng ơi. À, chị Thiêu Lê đợi em xíu thôi cục vàng nha, đợi em xíu chị Thiêu Lê ơi, chị thông cảm em nha chị Thiêu Lê. Đây nào, ở ba lô này 99.000. Mấy chị không mua là mọi người cực kỳ tiếc nha. Em bảo đảm mấy chị nghe, mấy chị đi hết trơn tất cả các shop trên cái Việt Nam này không ai bán mấy chị cái ba lô này 99.000 nha, thật sự luôn. Nếu mà ai bán mấy chị 99.000 em tặng mấy chị hết trơn đồ trong nhà em luôn. Tại vì sao? Cái này người ta bán xả rẻ nhất luôn là cũng 119.000 hoặc 129.000 cho mọi người nghe, còn mấy chị lại mấy cái shop lớn á, người ta sẽ bán cho mấy chị cái ba lô này với giá là 250.000 hoặc là 275.000 mọi người nghe, chứ không có giá dưới 100.000. Em cam đoan, em cam đoan 100% là không ai bán với chị cái ba lô này dưới 100.000, đúng không bạn Thi? Em bao mọi người luôn, thật sự là dám nhấn mạnh luôn. Mã 75 cho chị Lâm Nguyễn thiệt, em bao mọi người nghe, 75 chị Lâm Nguyễn vậy hả? Rồi ổng trồng rồi mấy cục vàng ơi. Rồi nói chị nè, hai lá luôn. Rồi mã 31 quá đẹp mấy chị nha, 50-60kg bằng đẹp 31 giùm em. Mango nghe mấy chị ơi đẹp lắm. Rồi cây này hả chị Kiều Diễm ha, cây Kiều Diễm như ký ta.
người nha, chốt kèm mã giùm em. Rồi lộn bộ tay ngắn nè, ô đẹp quá vậy. Ồ ồ tay ngắn thì chữ trắng sale luôn 95.000. Trời ơi, bộ chữ trắng này mấy chị bạn lên cái sale cực kỳ. Rồi 72 chúc chị Kim Tho. À, em ơi chị đặt miếng cầm tay mã 5 3 2 7 9 sao gỡ có 2 cái gì hả chị? Vậy là mấy đứa nó làm tốt rồi, chị thông cảm em nha. Chưa có đi ngay chị Cục Châu thân yêu ơi. Rồi ok chị Linh Nguyễn, chị Tính Điền Vĩ ơi, chị thông cảm em nha, chắc lính mới làm tốt rồi chị. 31 chị Lâm Nguyễn nè, ba lô chị Sơn Tiền, cảm ơn chị Sơn Tiền. Và đá bộ tay ngắn thì cho em 95.000. Mango siêu đẹp mọi người nha, chữ trắng gì không trang thôi, bộ đẹp nè. Ôi ôi mấy chị ơi. Rồi mã 76 giùm em nghe, 100.000. Cái này là tay dài mango nó cục vàng nha. Form là từ 45-60kg bằng đẹp giùm em. Rồi chị yêu lấy comment 76 mấy chị ơi. Đẹp quá. Em sale 100.000 mà em cũng em muốn buồn hơn nha mọi người nha. 76 nè. Cao nó 6 là cái này là chị bận được mấy chị ơi. Rồi ok chị Kim Tho, ba lô chị Sơn Tiền có rồi. Cho em thêm một cái ba lô. Ok chị Thi Diễm Lê, nhận hàng cục vàng được kiểm tra hàng đàng hoàng mấy cục vàng nha. Rồi ok chị Đặng Thị Ngọc Cẩm nè. Rồi chị nào lấy bọn này cho mã 10. Đó, 45-60kg bằng đẹp mã 10 nha mấy chị nha, mã 10 giùm em. Quá trời sang luôn mấy chị em, mã 10. Sữa tắm em bé 79.000 chai nha chị Kim Thi ơi. Lấy mấy cái chị Thi, lộn mấy chai chị Thi ơi. Sữa tắm bé 79.000 là cục vàng. Rồi chị nào lấy bọn này comment mã 2. Ờ, 45 đổ lên, 60 là đẹp mùa ngay, chứ mã số 2 dùm em. Mã 2 mấy chị gái nha, mã 2 dùm em. Rồi, 76 em hết rồi, mã 10 chị Kiều Diễm. Vậy hả chị thông cảm dùm em nha. Khi mà nhân viên em điện chút đơn, chị nó động sao, chị Tính Thiền Vĩ ơi. Nó động sao chị Ngọc? Ok, chị Phạm Kim, Kim Thi. Hả? Là bên em mỗi người hay mấy chị comment là tụi em sẽ có bấm view ra đó chị, và đặt mã hàng cho mình đó. Rồi xong rồi bên em mới xin địa chỉ gửi hàng ngay cục vàng nha. Mã 2 chứ chị Lê Mỹ mã 2. Ok chị Lê Mỹ mã 2. Này tay dài nó đi đây. Tàu ôm chị che ghi rõ, chị ngồi không ra đi đâu hả? mang đồ đẹp cực kỳ luôn, 06. Ồ cái lơ hồng này đẹp cực kỳ nè.
Rồi mã 4 mọi người nha, lấy 4 chút 4 giùm em nè. 45 60 kg bằng đẹp mã 4 nha chị nha. Ồ 4 đẹp quá. Rồi à, lấy 4 chút 4 giùm em. Hello chị Nguyễn Bích Tiếu. 05 này chị kê đi rõ ok. 05 nè. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. Áo lẻ đính đá, bữa nay không có áo lẻ đính đá chị vàng ơi. Rồi 03 nha. À lấy 03 cho mình 03. 03 giùm em nha, túi đeo có bé hả chị còn? Còn túi đeo em bé đâu rồi mấy cha? Hình như cái bao này cái gì nè. 06 là chị Kiều Diễm. Ok, 06 chị Kiều Diễm. Rồi 06, em hết 06 rồi. 08, 08 là cái thằng nào ta? 08 còn không? Ờ, 08 hết rồi. Rồi 03 nha mấy chị nghe, 03. 03, cái bé có nghe mà không biết vợ bé nằm đâu. Mã 4 cho chị Lâm Nguyễn. Dạ 100 ngàn nha chị Nguyễn Phượng Trương ơi, 100 ngàn. Rồi mã 10, lụa mango nha mọi người nha, 45, 60 kế bằng đẹp mã 10. Cảm ơn chị Kiều Diễm nè. Ai lấy 10, comment 10, mã số 10. Rồi mã 3 mọi người nha, 45, 60 kế bằng đẹp mã 3. 03, ok. 03 là bộ này, 03 chị Trần Thị Minh Nguyệt. Mã 10 cho chị Kim Tho. Ok, gọi này mã 3 mọi người nghe, 03 với mã 3 là khác nhau nha. Cái này là mã 3 mấy chị, là số 3 không nè. Mã 3. Mã 3 chị Thu Trang. Rồi mấy chị em nghe mã 9. 45, 60 kế bằng đẹp mã 9 mọi người nghe, lấy 9 chú 9 giùm em, mã số 9. Rồi mấy chị gồm nghe 01. 45, 60 kế bằng đẹp 01 giùm em nè. Đó, chị nào lấy 01 con 01. Ồ mấy chị đẹp quá. Màu này bận lên là bao sang luôn, không ngọt. Dạ có tay ngắn luôn nha chị Thảo Sang Kinh nha. Có tay ngắn luôn. Ồ mấy chị ơi, cái hoa đẹp quá là rồi 02. 45, 60 kg bằng đẹp 02 mọi người nha, 02 giùm em. 9 cho Phạm Kim Thi. Ok Kim Thi. 01 chị Thu Trang. Rồi con ngồi em hết, lên tối đi em. Ok chị, đợi em xíu em 1 ngàn thôi. Rồi 140. Đó, mã 140 em nha. 45, 60 kg đẹp 140. 140 em, chị kêu lê chị. Chị mua hoài chị không chán cái đó, chị đi lên. 65 kg hả chị, cái đẹp có 65. Ủa cái này đẹp quá người ơi. Ôi ôi mấy chị, lấy bộ này comment mã 2 nghe, cổ 2 lá nè chị. 2 lá em nè, mã số 2. Em mặc số 2 hả chị. Ừ. Rồi lấy mọi người nghe mấy chị đẹp quá. Ừ, mấy chị, quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp mọi người nha, đúng này đẹp quá ta. Rồi comment mã số 2, lấy số 2 comment số 2. Số 2 02. Ok 02 chị Linh Nguyễn 02. À, có lỡ đồ quá có luôn, mới vừa cầm lên chưa chụp like luôn nè, Nguyễn Phượng gì nè. Rồi lấy comment 38 nha. 45 60 kg bằng đẹp 38 mọi người nha, lấy 38 mình 38 này nó chị 38. Quá đẹp luôn quá chị ơi, đẹp quá. Rồi mã 22, 45 60 kg bằng đẹp 22. 22 giùm em, lấy 22 cầm 22 mấy chị, 22. Ủa bộ này đẹp lắm đó trời. Em thấy bộ này ghê. Rồi 05 mọi người nha. 45, 60 kg bằng đẹp 05. Mọi người không thấy em mấy chị comment 2-3 lần mọi người. Mọi người comment 2-3 lần giùm em có mấy chị. Mạng nó bị nhiều cái nó bị lát mọi người nha. Mã 2 chị Tiệp Trần. Ok Tiệp Trần mã 2 nè. Rồi mấy chị lấy comment 05 à. 05 mọi người nha, 05 giùm em. 45 chiếc bằng đẹp 05. Trời ơi nó nhẹ sao nó chậm quá trời. Sao mà bữa nay bao nhẹ cầm em khó không vậy ta. Trời ơi mà đẹp này mấy chị ơi, mã 52. 45, 60 chiếc bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã 52 giùm em nè. Quá trời chữ nó sang mọi người nghe mấy chị. Cầm em mã 52. Cho em xem túi bé đi hả. Rồi chốt ba lô. Hỏi cái này không ta? Chú bé mà bằng da đó thì. Chị ơi cái đơn hàng của em đi chung với thằng Nguyễn 4 ngày rồi chưa có nữa. Rồi để em kiểm tra đơn chị Ngọc Hạnh nha. Đi chị kiểm tra đơn chị nha ơi. Ôi bộ đồ đẹp nè. Rồi comment 37 mấy chị ơi, bộ đồ đẹp nè mấy nhẹ ơi. Ôi ôi mấy chị nghe siêu đẹp giùm em luôn. Rồi lấy comment 37 mọi người nha. Cái này đâu có số 2 nè chị Kim Thiên ơi. Nó có một size à chị Ngọc. Nó có một size à chị Ngọc ơi. Ai lấy bộ này chốt liền giùm em mã 37. Rồi bây giờ nói chị nghe túi bé. Ôi chứ gì là có bao nó gửi chị đâu.
luôn. Bà hơi tội đi mấy chị nghe, bán tặng con em á chị nghe, em bán em lờ đủ hai cái nó xài, em bán em lờ đủ hai cái con em nó xài mọi người nè. Cái dây này nè, đây mọi người nghe, cái dây này nè là mấy chị về nè, mấy chị sọt vô cái này nghe, đây nó có cái lỗ bên trong nè, mấy chị sọt vô rồi mấy chị cuộn lại bên trong nha mọi người nghe, mấy chị cuộn lại bên trong giùm em nghe, mình cuộn lại nha đó. Rồi cục vàng nào lấy chốt mọi người nghe, cái này là hàng xịn đó mấy chị. Rồi sale luôn cho mấy chị, ai có đơn quăng vô nha, 30 ngàn. Cái này mấy chị gậy ra chợ tại em mua cho con em rồi, em bữa hỏi em mua 65 ngàn, mã 2 60 kg không vừa chị ơi, vừa 60 kg là em bao vừa nghe chị tiệp trần nha, 60 kg là bao vừa, em thấy số ký của chị mà. Rồi chị nghe, em còn màu đỏ, màu tím và màu vàng, 30 ngàn một cái nha. Cái này là hàng da xịn mọi người nghe, chứ không phải là những cái loại mà thường nha mọi người nghe. Cái này khi mấy chị mua ở ngoài chợ á là người ta sẽ bán với chị dao động là từ 65 ngàn tới 85 ngàn tùy theo chỗ bán nha mọi người nghe. Ví dụ như cái shop đó nó hơi lớn chút xíu thì nó sẽ bán với chị 85 ngàn, cái shop nào nhỏ nhỏ người ta sẽ bán với chị 65 ngàn hoặc là 75 ngàn nha mọi người nha. Tại vì em có mua cho con em rồi đó, em bán là em đủ lời được hai cái cho con em mọi người nghe đó. Bây giờ em sale cho mấy chị luôn, vừa bán vừa tặng là 30 ngàn, ai lấy chỗ em 30 ngàn. Rồi thì chàng không lấy thì em chốt thêm mấy hai qua chơi cho bé nhẹ nha. Ừ rồi cắn giờ để em xíu nè. Rồi chị nào lấy tới mấy chị nghe, đó gắn vô mấy chị nghe, có con của em, có con em biết nó để nó quăng nó mất tiêu rồi đó. Rồi 30 ngàn, ai lấy comment giùm em đi. Rồi cục vàng lấy áo áo tay dài cho chốt mọi người nghe, mấy chị đẹp quá. Đó chị đẹp trần chiều chứ mấy thì chốt qua cho bé nhẹ. Rồi em lên cái này xong đó mọi người nghe, mấy chị em cánh dơ cánh bọng sau lưng một ai nè, một ai nè mọi người nha. Rồi mấy chị nghe, 45-60 kg bằng đẹp nè, mã 09 mọi người nghe, tay dài anh ấy 09 giùm em, 09 giùm em đó, quá đẹp luôn mấy chị gái nghe, 09. Dạ cảm ơn chị Hay Ly nghe, hết cái lâu gặp chị luôn mọi người, nhớ bấm thích trang nha. Ok túi nè cho chị Hoàng Kim Khánh một cái, chị Phan Phượng một cái, à ok vậy là chị Tiệp Trần nhận lấy mã 2 nghe. À, Bảo Yến ơi, gì đâu mà admin ập bọng gì, ổng có chia sẻ gì hết trơn, lú vô coi mà ổng chia sẻ hết trơn, admin là chết rồi. Admin là chắc phải đưa admin về cái vô gì nè ta. Rồi, ok nè, phải đưa qua cái gì ti ở bên mà cái gì nè, cái gì mà xa xa đó, gọi luôn khỏi gọi, ok, cảm ơn chị Phạm Kim Thi. Rồi, ba lô đen chị Đinh Pháo, ba lô đen 99 ngàn, ok chị yêu nè. Rồi ai lấy bộ này comment 07 nha, 45-60 kg bằng đẹp 07. À 07 giùm em mấy chị ơi, ai lấy 07 cho 07 giùm em nè. Đó 07 mọi người 200 ngàn mã 07. Rồi 01 nha, 45-60 kg bằng đẹp 01 giùm em nè. Rồi chứ vô lấy 01 comment 01 mấy chị gái nha. Đó đẹp lắm mấy chị ơi, 01. Ai lấy 01 cái này mấy chị gái nha, mình tặng ví dụ như bé nó sinh nhật nhỏ nhỏ mình tặng cũng được nữa mọi người nghe, có 30 ngàn mà đẹp lắm, cái da đẹp cực kỳ. Em có túi bé không Đinh Phấn? Đinh Phấn ơi, có túi bé, có nghe Đinh Phấn ơi, túi bé còn nè cục vàng, túi bé còn 30 ngàn đồng, trời rẻ lắm. Rồi 50-60 kg bằng đẹp chứ mã 03 luôn rồi mấy chị yêu ơi, 03 giùm em đó, hãy lấy 03 rồi anh, 03 100 ngàn bộ. Rồi 12, 45-60 kg bằng đẹp mấy chị yêu nghe, chứ mã 12 đó, quá đẹp luôn, 12 giùm em, ai lấy 12 chứ 12. Rồi mấy chị ơi 02, đẹp không, 45-60 kg bằng đẹp 12 thì nghĩ má. Chốt vợ cho Đinh Phấn rồi. Rồi bán hàng cực ghê, mong mọi người đừng bơm hàng tội nghiệp lắm thiệt. Không chị Thượng Nguyễn ơi, nói chung là nó cũng có nhiều thứ lắm chị ơi, nó cũng nhiều hội tụ lắm nghe, nhiều khi là gia đạo bất hòa mà tình duyên gian dở đó chị nghe, là người ta sẽ không nhận hàng được nghe chị gái nghe, nó nhiều lắm vậy, chứ không phải là người ta muốn bơm mình người ta bơm đâu chị ruột. Đúng không, nó cũng có nhiều lắm vậy. Rồi mấy chị ơi, cái mã 14, 45-60 kg là ngày 14 nha. Còn ngồi nói chuyện mệt lắm mọi người ơi, thiệt đó. Nói chung là mấy chị nghe, khi mà bán hàng live stream cái điều đầu tiên mọi người có là biết cái gì không mọi người nghe, biết rằng mình ham bán để mình có lời mọi người nghe, nhưng mà cái đó không quan trọng, tại vì khi mấy chị bán không được mọi người sẽ nản liền, nếu mà mình bán gì tiền mọi người nghe không bán được sẽ nản liền. Mấy chị điều tiên biết cái gì không, đam mê mọi người nghe, cái này em bán hàng là vì đam mê đó mấy chị, thiệt
Tại vì mới nghĩ là không có cái đam mê, không thể nào mà khi mà em mới sanh có 3 tháng mà ngồi nói chuyện tới bây giờ mọi người nha. Đó là phải đam mê cực kỳ dữ dội lắm mọi người nghe mới dám ở tới bây giờ mọi người nghe, chứ không thôi là mấy chị bán từng 2-3 tháng đầu rồi mấy chị nắng mấy chị nghỉ liền. Em cam đoan với chị luôn. Tại vì không phải mình mới ra mình bán được đâu mấy chị. Mang rồi qua dưới em có nghe em lên cho tay ngắn không rồi lỡ rồi mọi người ơi, lỡ rồi. Rồi 45-60 kg mặt đẹp mã 19. Ai lấy 19 chứ 19 mọi người nghe mã 19 giùm em. Rồi mọi người nghe 04 mọi người xanh nhiêu đẹp quá vậy. 45-60 kg bằng đẹp mọi người nghe chứ mã 04 giùm em nè. Mọi người có tay nào mấy chị bận nó phồng lên đẹp lắm nha. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền nha mọi người nghe. Ủa cái màu xanh này đẹp quá vậy. Rồi 04 mọi chị yêu nha. Ai lấy 04 thì mình 04 giùm em 04. Chứ chị nào cứ nghĩ là mình mở ra bán được có lời là bảo đảm luôn. Mau nản lắm. Mau nản dữ dằn luôn mọi người nha. Cũng cười mới sống kia. Dạ tại vì người ta bức xúc quá đó chị. Còn em thì cái cục bức xúc nó mất tiêu rồi bà ơi. Cái cục bức xúc nó mất tiêu rồi chị nha đó. Tại vì em thấy nó không có là cái gì hết trơn. Chị Quật nghe nó kiểu như là bây giờ mình chữ hay làm sao nó cũng là như vậy rồi đó. Nên thành ra thôi cởi đi chị nghe. Cái mình xả ra mình bán nữa có gì đâu. Mấy chị thương tình mấy chị ủng hộ em cũng vậy à. Ừ. Rồi lấy bộ này cho mã 18 nha. 45-80 kg bằng đẹp 18 đó chị. Nó là lấy 18 chứ 18 nè. Rồi cứ nào ôm này ế nè. Thay ngang nha. Chị này chị này không cho thiên cơm nha. Rồi 45-80 kg bằng đẹp mã 23. Em lấy 23 rồi bên 23 nha mọi người nghe. Ủa cái bộ này cũng đẹp nè. Lỡ rồi mọi người nghe. Em ở trên cái bộ này luôn. Ô mấy chị ơi màu xanh đẹp quá không. 45-80 kg bằng đẹp mọi người nghe cho mã xanh ngọc. Rồi lên ít hoa nhí phải không? Hoa nhí phải không? Ok. Rồi đến kiếm một hoa nhí. Hoa nhí nhiều. Cái kẻ quần dài. Cái kẻ quần dài như là còn mấy bộ không đây đưa. À, chị Ngọc Hoa nãy có coi không? Đầu lai chị nó còn có mấy bộ à. Tại có nó hết trơn luôn rồi. Em là cái người dọn hàng hồi sáng nè chị nha. Em là người dọn hàng hồi sáng nè. Nó có gì? Dị ngoại. Dương tính thôi rồi. Cảm ơn chị Thiêu Lê. Rồi nè bây giờ quần dài chị Thiêu Lê là chỉ mua mango phối hình như là size số 3 hay gì á Thi ơi. Đâu có làm dính này nè chị. Bây giờ Thi Giả Thái là em còn nè, em bộ màu vàng nè, bộ màu đỏ nè, rồi bộ màu cam nè, màu xanh nè, màu cà rốt nè. Chị Thiêu Lê chị mua cái mango phối số mấy em quên ta, hình như là ba cái gì thôi ơi, ra ngoài sọn thứ ba cho chị Thiêu Lê coi nè. Ừ đúng rồi. Ở cái này cho chị. Rồi mình mua gì ta? Rồi mọi người nghe mấy chị, bộ này cái gì ta? Tay mấy chị đủ lửng nha. Bộ đủ lửng này á chị nghe, tay 55-62 cái bằng đẹp giùm em nè. Quá đẹp mọi người nha. Rồi 70.000. Ok, cho chị cho mình gọi khói ra đây nha, khói nó được nha, số 3. Rồi 55-60 kg nè, mẹ con nói đi tò tiện cô, chốt bộ nào cũng không được. Trời ơi, chết luôn. Trời ơi, ngày mơ kêu mẹ vô wifi, ngồi kế cục wifi con, hiểu không? Đó, vô ngồi kế cục wifi lẹ lên nha con ơi, chứ cô cũng chốt dữ lắm. Rồi, nếu mà sợ mấy cô đi đầu, mấy cô quýnh cô, vậy đó. Rồi 55-60 kg bằng đẹp bộ đuổi mấy chị nha, đủ lửng 70.000. Đủ lửng 70.000 nha. Đồ bi ma hình thú dễ thương không? 40 kg. Chả có. Chị Mỹ Liên ơi, cái bé 40 kg là như tuổi cục vàng. Như tuổi chẳng ai biết em lên cho. Có nghe 40 kg mà có đủ tuổi mới được nha. Rồi gãy thái quần dài là em còn nhiêu nè mấy chị, chị nào mẫu hết giùm em coi tờ. Đó, chị Quật ơi, bà còn bà chịu màu nào? Tại cái này em nãy lay rồi biết không? Tại nãy lay rồi hả? Thành ra giờ mình không lay nữa thành vậy đó. Em chào chị. Rồi đây chị Minh gọi khói số 3 nè cho chị Thiêu Lê 3 cây đi rồi xong rồi em qua khác nha. Rồi mấy chị Minh gọi khói cao cấp mọi người nha. 115.000 bộ giùm em nè. Đó. 55-62 chứ bằng đẹp nha mọi người nghe, chứ mã 56 nè. Đó ai lấy 56 chứ 56 mọi người nghe, 56 giùm em. Bữa nay mọi người nghe em thông báo cho mấy chị biết là nó bữa nay nó lên giá em một bộ 7.000. Trời ơi. 18 tuổi. Cái nào cũng lên 7.000 hết trơn. Bữa thông báo lên có 3
tuổi lộn, 40kg 18 tuổi có. Đợi em xíu nha, bà cục vàng ơi, mình mua quần lửng hay quần dài nói đem lên luôn. Rồi áo thì bằng cô tông nha mọi người nghe, 55-62kg bằng đẹp, chứ mã 24. Ai lấy 24 comment 24 mọi người nha, 55-60kg bằng đẹp mã 24. Nhưng mà mấy chị yên tâm đi, em bán giờ quầy vốn cho mọi người, em vẫn bán một giá hoài luôn, không có lên thì không lên, cởi đi. Nó lên thì cởi nó đi mấy chị ha, còn chị em mình thì cởi đi. Rồi 55-60kg bằng đẹp mã 16 nha. Chị yêu lấy 16 chứ 16 giùm em, mấy chị gái nghe 16. Đó, lượng anh gồ khói số 3 mọi người nha. Ai lấy 16 chứ 16 giùm em. Ok, bé Bi nha, đợi xíu luôn. 18 tuổi mà bé mua quần lửng hay quần dài chị Liên ơi, em biết lên luôn. Rồi 55-60kg bằng đẹp nha, em bán xả tặng luôn. Rồi chị nào lấy cái em mã 56 nè. 55-62kg bằng đẹp mã 56. Quá đẹp luôn mấy chị gái nha, lấy 56 comment 56 giùm em nha. 56. Đầu lửng có liền luôn. 16 là bao nhiêu ký? Dạ 55-60kg nha chị Hảo Dương ơi, em đang like size 55-60. Rồi mấy chị nha, nó size số 3 đẹp lắm, cổ tim, tim trước tim sau. 55-62 cái bằng dừa nghe mấy chị yêu nghe, chứ mã 78. 78 giùm em nè. À lấy 78 giùm 78 mọi người nha. 78. Đó 115.000 anh gồ khối mọi người nha. Rồi 55-62 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã 11. 11 giùm em mấy chị yêu nha, quần dài. Quá đẹp luôn mọi người nha. À lấy 11 cho mình 11 giùm em 11. Rồi mấy chị yêu nha, 55-60kg bằng đẹp nè. Chết mã 33. Rồi lấy 33 comment 33 mấy chị ơi, 33. Bắn đắt lặng chị ta. Rồi cho bắn đắt, bắn đi bắn. Rồi mấy chị ơi, 55-60kg chứ mà ngẹp người nha. Chết mã 110. Dạ 115.000 bộ nha chị Mơ Trần ơi, 115.000 lụm anh gồ khói chị ơi. 55-60kg bằng đẹp người nghe, chứ mã 110. 110 giùm em. Ủa mấy chị ơi, cây này đẹp quá. Quá đẹp luôn. Rồi mấy chị ơi, 151. 55-62kg bằng đẹp 151. 110 thì chị Thiêu Lê. Rồi mấy chị ơi, 151. 55-60kg bằng đẹp 151. Vậy mà cũng uống nước đi ăn được, có ăn nửa cân ăn vậy là nó uống về đó bà nội. Rồi 55-60kg bằng đẹp 16. 151 chứ chị che đi rõ nè, tao bắt đầu ngày mơ tao cũng lên chế độ giảm cân mới được. Ngày mơ bắt đầu là mình sẽ ăn rau không nghe Thiên nha. Bắt đầu ngày mơ là không ăn cơm mới lộn. Cảm ơn chị Thuận Nguyễn nha. Rồi 55-60kg bằng đẹp mã 16 nha. Ai lấy 16 chứ 16 giùm em nha. Mã 16. Rồi mọi người nghe mấy chị, 119 nè. 55-60kg bằng đẹp 119 nha. Ai lấy 119 chứ 119 giùm em. Anh gồ đẹp quá chị ơi. 119. 119 giùm em. Rồi 55-60kg bằng đẹp ngồi nghe, chứ mã 02. 02 giùm em, 16 chị Trần Trung. Đó, ai lấy 02 comment 02 với chị gái nha. 02 không, mớ. Rồi 03 mấy chị ha. 55-62 cái mẹp 03. Ồ mấy chị quá sang luôn à. Đó, đa số mình gọi là quần dài. Rồi mọi người nghe, lấy bộ này quanh 17. 55-60 cái bằng đẹp 17. 58 cái là bằng size này đẹp. Áp hết 35.000 hả chị? Nếu mà ngày hôm nay mà xe không đầy là nó về tới em đó. Mà em xui quá mọi người ơi. Chắc ngày mời đó. Ngày mời mới có đó chị Thương Lam ơi. Rồi bà tính gửi đồ kia vậy đâu ngoài. Dạ cái này lũ mango chị Lê Nguyễn Quỳnh. Chị Lê Nguyễn Quỳnh ghi dấu em ơi. Mango cao cấp chị 115.000 bỏ ngay cục vàng nha. Rồi cái gì ơi chứ mở 17. 55-62 cái đẹp 17 giùm em. 17. Bộ trên vai thì chị che ghi rõ ok chị yêu mà. Ừ, làm như bên đó có ai làm cái gì vậy bây giờ. Rồi mọi người nghe, 55-60kg bằng đẹp giùm em mấy chị ơi. Rồi comment khói đỏ nè. 55-60kg
97 năm ơi. Giết mày mà mày không được nói. Lấy ai chai gọi đỏ gỡ luôn. Ok chị Ngô Quyền, có size nhỏ chị, nhưng mà cái này em đang lên size cho chị kia lựa. Chị ra có 65kg nha. Còn người nghe lấy chết mà 98 được chơi. 55, 62, cái này 98. Dầu gọi đầu chị gà, ok chị Phú Thiên một chai. Có chị gái nghe, chị nào nè nắm ngứa bảy nến mọi người nghe, đặc biệt là gào, mấy chị đánh tới nhà em mấy chị gọi không hết gà em trả tiền lên cho mấy chị nghe, cam đoan luôn. Cánh dơ để 50 giây hết cái điện lên cánh dơ cho rồi mọi người ơi. 55, 62 cái mẹt mã 3, mã 3 lấy 3 cầm anh 3. 98 là chị Kiêu Lê rồi. 55, 60 cái bằng đẹp mã 3 mọi người nghe, 3 giùm em nè. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, đó manh gồ này xịn lắm nha, mấy chị cầm bộ đồ là xứng đáng tiền mã 3. Rồi mọi người đó, 55, 60 cái bằng đẹp nha. Rồi cho em mấy chị gái nghe, 14 giùm em, lấy 14 chứ 14 mọi người nha, 14. Rồi mấy chị yêu nha, 55, 60 cái bằng đẹp mã 1. Chứ lấy 1 thì mình 1, người nghe 1 giùm em. Cái này nó có số nhỏ, người nghe số nhỏ thì số 2. Nó có số 2, 3, 4, 5. Rồi 55, 60 cái bằng đẹp người nghe, chứ mã 37 nè. Wow, cái quần đẹp quá. 37 áo bằng cô tông, quần bằng lụa manh gồ, người nghe lấy 37, comment 37 giùm em, 37. Rồi bọn này mấy chị ơi, 25 là áo bằng sâu len nha mọi người nha. Đó, áo bằng sâu len giùm em mấy chị, quần lụa lụa manh gồ. Đó, chị nào lấy comment 25 giùm em. Mã 25. Rồi mã 97 cũng áo bằng sâu len mấy chị gái nha. Ủa này đẹp lắm mấy chị. Em bạn một cái cho mấy chị coi nè. Áo bằng sâu len mọi người nha, bạn bao phê luôn. Rồi mấy chị nghe, cái này là nó rút, mấy chị dùng mấy chị muốn rút cao rút thấp thì tùy mấy chị nha. Mấy chị muốn để ra ngoài mấy chị thắt nơ thì mấy chị đẩy nghe, còn không thì mấy chị bỏ vô bên trong cũng được nha mọi người nha. Đây mấy chị đó, trời ơi quá đẹp luôn mấy chị nghe. Rồi quần là lụa mango mấy chị gái nha, áo là bằng sâu len mọi người nghe, sâu len nó có độ co giãn rồi ha, dễ thương ha. Trời ơi bạn lên biết cưng ha, trời ơi bữa nay giống con heo quá trời. Má ơi, có ngày có đi ra bờ đường đâu đó. Mấy chị, có ngày lên em nói sao em lấy cái này nè. Trời, bạn trai nhìn. Đấy nhìn, con chồng ta nó không nhìn rồi. Rồi năm mươi cái này mã 1. Lấy 1.1 mọi người nha. 55, 60 cái này mã 1. Ai lấy 1, lấy 1. Chị bạn thứ 2 là chị Nhã Nguyên ơi. Rồi 55, 60 cái mà đẹp nè, cái mã 36. Ở đây 36. Ở đây 36, 36 giùm em, cánh dơ để em xíu nè. Rồi 55, 62 cái đẹp mã 62. Mã 62 mới chơi, lấy 62 cầm anh 62. Mã 1 của chị Lê Thuận, ok Lê Thuận có mã 1. Bảo đang mặc có màu khác không? Mới thì có màu gì đó chị không? Ừ. Ok bạn chơi lấy cái ba lô 99 à, bé màu đỏ không biết còn không nghe. Ờ màu đỏ à, xanh đủ à, ok bạn chơi bộ tay lỡ mà còn màu khác không. Ở chị ơi Đinh Thắng nhiêu ký? Chị Đinh Thắng 60kg mét 54, thích bạn ơi bạn số này được nè, không biết còn màu khác không có lon ơi nghe nhớ à. Chưa nãy như còn màu nào tôi có điện qua đó mày. Giờ là mấy bạn ơi, còn có màu này rồi mấy bạn ơi. Rồi cái áo bằng sâu len mọi người nghe, 55, 60 kg bằng đẹp. Rồi cái mã 27. Bộ đang mặc có số 4 không? Em không biết nữa nè. Không biết nữa, số 4 nó có nhưng mà không biết nó có màu này không thì em không biết nha chị nha. Ừ. Mà sâu len em thấy bạn khỏe quá mấy chị ơi, bạn mát quá. Đẹp quá. Rồi cá bằng sâu len mọi người nghe, 55, 60 kg bằng đẹp nè. Rồi cái mã
có màu da nó chị, tao nhớ tao mới cầm qua mà hai đứa này nó ố dèo quá. Nè nó chạy nè, đang mặc màu xanh màu vàng, ai lấy chốt màu. Màu vàng lấy quần bông gì nghe mấy chị yêu nghe. Đây, quần bông gì. Còn màu xanh thì có quần bông xanh, màu vàng thì quần bông vàng. Ừ. Rồi lẫn ok, đợi em xíu nè. Rồi áo solen 27. 55 tháng nó kéo dài 27 luôn rồi nha, nói 27. Rồi 55 tháng nó kéo bằng đẹp. Cái mã 49 luôn rồi nha. Ồ mà xanh lá đẹp chứ ta. Ồ xanh lá cực đẹp mọi người nghe, lấy 49 cho em 49. 49 cho em. Rồi 55 6 mà kiếm bằng đẹp mã 7. 7 mọi người nghe, lấy 7 cho em 7 cho em nè. Ồ quá đẹp luôn mất yêu nghe, mã số 7. Đó, số 4 nha chị. Tại nhiêu tiếng thì chị Trinh. Rồi 34. 55 6 mà kiếm bằng đẹp 34. Chị nào lấy 34 thì mình 34 mọi người nghe, 34. Rồi đâu lộn như bộ này mọi người nghe, bộ này 55 60 cái bằng đẹp nè. Này bên cây 99 ngàn mọi người nghe, lấy bộ này comment 99 giùm em nè. Đó, 55 60 cái bằng đẹp 99 ngàn. Quần chính đắt nha. 49 giúp chị Kiều Lê Thanh Nhiêu. Ok chị yêu nè. Rồi mấy cục vàng ơi, mặc cái quần luôn coi. Ok, rồi bộ này 99 ngàn mấy chị. Đây, quần đây. Trời ơi, bữa nay mập quá vậy. Sao tôi mập quá vậy, quá vậy. Ồ, ồ, dám giảm cân mới được. Cái số ký à, mấy chị. Rồi đó, em lấy chồng. Bộ 99 ngàn cho chị Dương Thu nè. Này hả? Ờ, bộ đó đó đây, bộ đó là 99. Hồi đó em có chồng mọi người nghe, là em có 39kg hả cha. Trời, có 39kg với 40kg yếu mọi người nghe. Rồi sau này không biết sao mà dòng đời đu đẩy mọi người nghe, mười mấy năm trôi qua đó, cái gì không có chứ mọi người nghe, là thật là dư, thật dư, dư mỡ, dư tùm lum dư hết trơn. Ở 55kg được rồi. Tới lúc mình 60 tuổi mình 60kg. Thôi, phải giảm cân mấy chị nghe, phải siết eo lại mới được. Em... cái mục tiêu đây, cái tết của em nó là phải còn 49kg mới được. Xuống lại kể cùng. Xá nữa là còn nhiều chuyện kể quá, mấy má này kể hoài đúng không em? Không có cận vô quá. Tao có tay với mẹ không có cận, tao không vô, tao có cận muốn chết. Rồi mấy chị nghe, bộ pyjama 60-65 cái bằng đẹp. Ok, lấy bộ đang mặc màu vàng cho lon nè. À, áo đen tay phòng hồi nãy cho chị coi, áo đen tay phòng hồi nãy, áo đen mà tay phòng cho chị Thi Nguyễn coi. Rồi bộ pyjama này xem với chị 75 ngàn nha. Coi quần coi rồi ok, 65kg lại giùm em nè. Bộ pyjama em mấy chị, pyjama em 75 ngàn. 65 ngàn vừa rồi. Đây đẹp lắm chị Thi ơi, cái đây bản này đẹp mà chị Thi. Trời chị ơi, tội đẹp lắm. Bộ này bà bận lên thấy hương, nó bận bận lên là cái size nó giống như em vậy nè, hiểu không? Đó, nhiều khi em cầm lên thì mấy chị thấy gì nghe, khi mình bận á là cái tay nó sẽ chảy xuống vậy nè. Ừ. Rồi cánh chơi em lên liền, ok. Rồi, đó, cánh chơi có đây luôn nè. Cánh chơi có đây luôn. Rồi, bây giờ cánh chơi lửng nó là dài. Dạ có nghe cô Duyên Ngô ơi, có gói màu chiên chống dính rồi cô ơi. 115 ngàn xài ngon lắm nha cô. Ủa, nhà con từ xài rồi chồng con mới dài là con cai đó. Biết sao không? Mình ăn đồ chiên nhiều thì nó bị mập bụng á. 70kg mình có số 5 nghe chị Hà Võ ơi. Rồi đồ chiên chống dính là 115 ngàn. Mấy cục vàng ơi, xài em lắm. Ủa sao mà cái này sao bữa nay nó gài, tao mở không được cái Thi, mở chị ra. Rồi chị Thi Nguyễn lượm con này, chị Thi ơi đẹp lắm chị Thi. Chị Thiêu Lê bây giờ chỉ mua của em hình như là 3 quận không đây. Ê Thi, chị Thiêu Lê mua lần này là 3 quận hay 4 quận đúng không? Nếu mà 4 quận là 4 chữa 20 bộ đó tội. Tại vì mỗi lần chỉ mua 5 bộ không mà chứ không mua ít nha. Bộ xanh lá đang cầm kiểu gì á, kiểu này là băng lon. Nói chị Thư Lê mua chừng nào mà hầu như là hương hết kiểu là chị Thư Lê mới hết mua thôi. Rồi đây là cục vàng ơi. Nồi chiên chống dính nha. Ồ chị yêu ơi nha. Chiên chả giò, chiên chả cá nha. Nó ngon một cái tuyệt vời luôn, nó thật sự luôn. Cái này không phải là nó điêu để bán nha mọi người nha. Ok, chị Thi ơi, chị Thi Nguyễn cái bộ này. Đó. Mấy cục vàng nha, chiên chả giò, mấy chị đừng thấy nó nhỏ vậy nha. Mà mấy chị là nó ồ chiên chặt không có nghe, chiên là cực kỳ im luôn, rất là vừa tầm chiên luôn mọi người nghe, nó không
rồi cũng vàng rồi chốt tụi em liền, em mới chơi 115.000 cái nồi chiên, em vẫn còn hết rồi mọi người nha. Đó mà cái nồi này lâu lâu mới có hàng, chắc mới là có hoài đâu mấy chị gái nha, tại em cũng lượm hàng teo, đợi nó teo mình lấy. Đây mấy chị nghe, tặng cho mấy chị cái dĩ này, nếu mà cái dĩ này không mọi người, mấy chị đó mua 35.000 rồi, không biết sao cái dĩ nó bán mắc vậy thì không biết nha. Định lấy ha, rồi chị kia lấy rồi luôn ơi. Đây mấy chị nè, cái dĩ không bảo đảm mọi người ra chợ hình như 35.000 đó. Ừ rồi, trả được chị. Ok, một cái nồi chiên cho cô Dương Thu, bỏ đăng mặt là 115.000 cục vàng ơi, khá là bằng bể xô lên, lúc mọi người lụa mango nghe cục vàng nha. Đó mấy chị em nha, cái này là nồi chiên biết từ bình thường, biết từ biết điểm là kia bình thường nghe cục vàng nha. Biết gì thầy cũng được hết trơn nha, đừng xài biết củi giùm em nha, tại bếp củi mình trà không được nghe cục vàng nha. Tại cái này á là cái lớp chống dính nano của người ta, mà mấy chị lấy cái cước mà chị trà rạc lên á thì cái nồi nó xấu hơi giống gì hết trơn. Ừ, bỏ ra mặt quần dài đấy cho chị cây kéo. Ok, cây kéo em sale 49.000 đồng rồi nha, gọi luôn không cần gọi nha. Đó, giải đẹp chừng nào có lô mới chị mua nữa. Dạ cảm ơn chị Thiêu Lê, cảm ơn cục vàng nha. Đó rồi, cục vàng nào chốt comment mọi người nghe mấy chị, quá đẹp luôn, mô phạt quá em mọi người nha. Có 115.000 thôi, im lắm mấy chị, chị nào có đơn quăng vô. Ừ, rồi mấy chị, băng keo cá nhân, băng keo cá nhân này hàng của Thái mọi người nghe mấy chị. Nói chung là không phải là mình chù hay là gì cái mấy chị nghe, mình có để trong nhà. Cái băng keo của nhà em mọi người nghe, đụng nước không chóc nha, đụng nước không chóc, mà khi mấy chị gỡ ra vết thương không đau, nó đã là đã như vậy mọi người nghe. Thường thường mấy chị mua những loại băng keo kia phải không, mấy chị dán đi, dán hơ hơ là nó bị chóc mọi người nghe. Mà đặc biệt một điều, khi mà mấy chị dán nó kín quá mọi người, gỡ ra cái vết thương mình nó sẽ bị đau, tại vì nó dính vô cái vết thương của mình nghe. Còn cái này không có, mấy chị xài em bảo đảm mọi người cực im luôn. Một hộp như vậy nó tới 100 miếng mà nó có 4 size, 1 size, 2 size, 3 size, 4 size nè em ha. 35.000. Chị yêu nào có đơn quăng vô mọi người nghe, băng keo cá nhân 35.000 một cái. Lộn một hộp nha. Rồi 10 cái khăn lau bàn, lau bếp mọi người nghe, mấy chị lau tay. Ủa mấy chị nghe nó thấm hút cực kỳ im luôn. Có 20.000. Đó chị yêu nào có đơn quăng vô 20.000. Đó, bỏ đơn mặt quần dài đó chị Trung Nguyên ơi. Rồi mình lên gì đây? Mấy cái này có 3 bọn hả? Ủa, bữa ai ngồi cái này nè, tập đội à, chim mình chăng lên đằng cây hốc liếu lò. À, có bán bộ nồi gì không? Dạ không nghe chị Sugar ơi, cái sao chị ruột, tại vì á nhà em chặt lắm chị ruột nha, mà lấy cái đó phải có số lượng á là mới được giá rẻ nha, nếu mà nhà chặt quá không có chỗ để thiệt. Ừ dạ chị. Ừ, nốt con tâm Thái có nha, tìm màu xanh lá hạt hải còn không, hết rồi không? Rồi em lâm cái không có nghe mọi người nghe, mấy chị tôm đùi nè, tôm đùi nè 65 cái lại đẹp giùm em mấy chị gái nha, quá đẹp luôn. Một cái nồi chiên cho chị Thi Diễm Lê, dạ bộ này chị bạn đẹp. Trời ơi chị Tiên Nguyên ơi, cái này bà bạn nghe bà thích sexy phải không, bà rút cái này nè cho nó hở hở cái ngực ra nghe, còn thích sexy mình kéo lên, thích sexy kéo xuống, không thích sexy kéo lên, thích sexy kéo xuống. Rồi con đùi giùm em lấy chốt mọi người nghe 65.000. Con đùi này con đùi hai da hàng xịn nha mọi người nha, con đùi hai da hàng xịn giùm em. Rồi 60 đổ lên, 65 cái này vừa, ai thích bằng rộng thoải mái nha, 50-55 kg lộn giùm em nè. Rồi 65.000, chị nào lấy em nói chị ơi, sọc nâu sọc xanh, sọc nâu sọc xanh giùm em mọi người nghe mấy chị. Con đùi đó bữa khách nào hỏi mà thì nó không đánh hết trơn rồi. Ok, riêng Mỹ Dương một băng cây cá nhân hả chị. Rồi để em hối hàng nói nó phát cho chị Nguyễn Nguyên ơi. Rồi 65 nó lại vừa mọi người nghe, chứ mã sọc xanh, sọc xanh mấy chị ơi, con đùi nha, con đùi là con hai da luôn, còn gọi là lanh nhung mấy chị nha. Rồi lấy chó mấy chị nha, nó sọc xanh đó, sọc xanh thật nâu em 65.000. Rồi lửng giùm em nha, 50-60 kg bằng đẹp nè, con lửng giùm em 75.000 luôn, 50-60 kg bằng đẹp ngồi nghe, con lửng 75.000, lấy con lửng comment con lửng 75.000. Ok, sọc xanh 65.000 cho chị Vika, sọc xanh 65.000 chị Vika. Ok Vika nè, rồi mấy chị nha, đây cánh dơ mấy chị gái nha, 65 kg đẹp mọi người nha. Rồi cái mã xanh đen ha, tổ đăng mặt đồ em đang chốt cái quần dài không, cái nào chị, cái đồ đuổi hả? Cuộc dài có vậy, to nó đang gấp, to trong nhà nhiều lắm mà mấy giờ em chưa sẵn to em like á. Rồi đó, thấy đâu vậy, rồi mấy chị 65 lại vừa mọi người nghe, xanh đen
lửng nè. Rồi. Rồi, đây mấy chị nghe. 65 cái lại đẹp mọi người nghe, mấy chị này là cánh dơ. Rồi bộ đang mặc cho mấy chị Tiên Nguyên. Ok, Tiên Nguyên bộ đang mặc nè. Rồi chị nào chốt comment mọi người nghe, sọc có túi không? Có nghe chị Suka nghe. Sọc đùi chị có túi nghe chị. Có túi giùm em. Đây mấy chị cánh dơ nè. Bây giờ cánh dơ này sẽ sale cho mọi người nha. Đây mấy chị đẹp quá trời luôn à. Đó. Giờ điện gì bảo đang mặc nhiêu tiền, 115.000 mà có người chốt rồi, có người chốt rồi sao rồi mấy chị sao có túi nghe. Rồi em lên cánh dơ qua mấy chị. Rồi cánh dơ này bao mấy chị luôn, đẹp quá. Mọi người ơi, cánh dơ này bán bao nhiêu ta, cánh dơ này bán nhiêu quên rồi. Rồi bây giờ mọi người nghe, có màu đen không em? Cái gì chị? Cái gì có màu đen? Rồi bây giờ cánh dơ em đang like, mọi người nghe lũ man rồ. Xem mấy chị 99.000 luôn. 99.000, ai lấy chốt mọi người nghe. Quá đẹp luôn nè, xanh đen. Xanh đen em 99.000 nha, 50 đổ lên, 65 cái bằng đẹp nè, xanh đen mọi người nghe, xanh đen 99. Em bạn hoa cúc mọi người nghe mấy chị nè. Đẹp ghê mọi người, hoa cúc 99.000. 60 cái là bao đẹp luôn chị ơi. Nè chị, bà thấy em 54 cái vẫn bạn này nữa không? Em là có 5-6 bộ này luôn mấy chị, em bản này mà nín em còn chơi nó nghe chơi nó tôi không lựa cái gì khác nữa. Rồi bộ cánh chơi cho chị Hiền Quỳnh, ok quá đẹp chị Hiền Quỳnh ơi, 99.000 chị Hiền ơi. Này mới phải nói không nè, rồi ok vàng, ai lấy vàng comment vàng người nghe. Sọc xanh với nâu đuổi hả chị? Bộ sọc xanh với đùi với đâu là đùi phải không chị Suzuka, phải ok em nha. Đó. Bên đây còn cái này không có mơ gì còn không vậy nè. Vậy là em còn có một bộ đùi nha chị Suzuka ơi, bà lấy thêm gì em nha. Rồi chị lấy vàng cái bên vàng rồi nghe, 99.000 vàng lỗ băng gọn rồi nghe, cánh dơ vàng. Rồi đi trắng giùm em, 60 kg bao đẹp luôn chị ơi. Rồi bi trắng giùm em mọi người nghe, lấy bi trắng, bi trắng 99.000 bi trắng. Hồng. Wow, mấy chị ơi cái hồng đẹp quá. Rồi chị lấy hồng cho mấy hồng em nha. Bộ phối đen, bộ phối có đen không hả? Có đen. Cái thứ em mặc nãy không chị, không có đen nha. Rồi ở đây comment mấy chị hồng. Bò sữa hả ta, cánh dơ bò sữa mình còn không ta? Cánh dơ bữa đó mình cái cây bò sữa thôi. Còn cái bò nè. Đây chị cánh dơ bò sữa phải không? Đây. Ồ chị mang đợi em xíu. Rồi lấy mày comment sữa. Mấy chục ký. Sữa 65 cái lì dừa. Tao mình làm gì? Tưởng sao không? Nó buồn quá chà. Quá đẹp mọi người nghe, sữa giùm em nè, lấy sữa giúp sữa mọi người nghe, sữa đẹp quá. 99.000 sữa. Rồi đây nè chị. Đây bò này bán nhiêu qua, 95 không đây? Ờ 95. Ừ. Rồi là vậy, nó con bò là vậy, rồi em còn bò hồng nè. Bò hồng. Bò trắng hồng. Bò trắng đen. Bò đỏ. Vàng 65 kg cho chị Minh Thiên nhất, ok. Đúng rồi, vàng đó, vàng đó. Rồi bò tím. Bò tím, bò hồng đậm. Rồi chị lấy chốt con bò kèm màu mọi người nha, 95.000 đồng. Đẹp quá. Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe mấy chị, bò quá đẹp luôn. Đó, bò này 50 đổ lên, 62, 63 là đẹp mọi người nghe. Đó, 95.000 chốt bò đi chị. Hồng dâu, hồng đậm, bò đỏ, bò hồng sen. Rồi chuẩn bị lên. Bò trắng đen nha chị, trắng đen đẹp quá. Ồ, giải đạt cực kỳ quá chị. Ôi, quá đẹp luôn, bò trắng đen. Giải siêu đẹp mọi người nghe mấy chị, túi thương nha. Rồi chị yêu nào chốt comment em mấy chị gái nha. Quá xuất sắc mọi người ơi. Có bao nhiêu đâu, 95.000. Bò trắng đen. Bò trắng không. Có bán quần legging mà có túi không ạ? À? Em có quần
giờ tiếp tục bên bên gòn này nè. Ôi ôi chị nghe sơn thủy màu đỏ nè, tức tắt bộ sơn thủy màu đỏ luôn. Chị Minh Thiên nhấp lượm cái này, ôi ôi đẹp như thế. Ôi ôi mấy giờ cái bộ giải xuất sắc luôn mọi người nghe. Đó mọi người nghe có túi đàng hoàng luôn á chị nghe. Rồi sơn thủy đỏ giùm em 99.000 lượm anh gòn mọi người nha. Ôi ôi mọi người đẹp không, trái tim xanh 50 đổ lên, 65 đổ lại giường người nha. Chứ nó trái tim xanh, trái tim xanh. Rồi chữ đỏ mọi người nha, 50-65 cái bằng đẹp chữ đỏ giùm em. Rồi chứ đừng lấy chữ đỏ, comment chữ đỏ mọi người nghe, chữ đỏ. Rồi em lấy máy có túi cho em, lấy máy có túi cho em. Lấy cái gì, cái nào có túi hết trơn không thôi. Cái gì, anh nhớ hả? Ừ. Ra hai con bò, con bò, túi quần hay là túi áo? Túi áo quá, áo không có túi. Có bộ mình đang ship á, bộ mình đang ship là có túi, với lại con bò trắng là có túi. Đúng rồi, hai bộ này là có túi. Ba bộ có túi rồi. Chị Kim Thoa lấy ba bộ có túi đúng không? Ba bộ có túi là bộ bò trắng hồng, bộ bò hồng dâu với lại bộ bò trắng đen là có túi. Bên cái giọng sống là không có túi. Rồi chị nào lấy bộ này mang chữ trắng nha, 50-65 cái bằng đẹp chữ trắng. Chữ trắng giùm em mọi nghe, 99.000 chữ trắng giùm em. Đẹp lắm đó chị ơi. Em bạn có bộ màu xanh này lên coi. Với chị nghe là mình thấy bạn rộng rộng mới đẹp, bạn ôm là cũng đẹp mọi người nha. Thấy cái cánh dơ màu xanh này đẹp quá ha. Rồi đây mấy chị nghe, cái này mới cầm nó lên nè. Rồi mấy chị mang gầu lửng nè, mang gầu lửng này sale có bao nhiêu ta? Rồi 79.000 luôn. Ok, lấy ba mẫu có thêm, ba mẫu có túi. Rồi mấy chị nghe. Rồi 45 đủ lên nha, 60 này rồi mấy chị ơi. Rồi có đi gầu lửng, mang gầu lửng giùm em mọi người nha. Giá 75 cái gì, 79 nha. Gầu ô hết cái nó khỏe. Không phải liền nha mọi người nha, hết cái nó thông còn đổ rồi nó. 25.000 cây mọi người nha. Không ra hả? Rồi chị nào lấy chốt mọi người nghe mấy chị, 79.000 nè, mang gầu lửng 79.000 giùm em nha. Mã 10 45 đủ lên, 60 cái bằng đẹp mã 10 79.000. Ở đây mã 10 chứ mã 10 em nè. Đây mọi người nghe mấy chị, xinh đẹp em luôn. Rồi lấy bộ này cho em mã 1 đó, 45 60 cái bằng đẹp mấy chị nghe mã 1 giùm em nè. Đó ai muốn mang gầu lửng có mang gầu lửng giùm em mấy chị nghe mã 1 nha. 79.000 mã 1. Rồi mã 14 45 đủ lên, 60 cái bằng đẹp 14 giùm em nè. Đó, tí vô lấy 14, comment 14 mọi người nha. 14. Rồi 45 đủ lên, 60 cái bằng đẹp ngồi nghe 11. Rồi tí vô lấy 11, comment 11 nha em à. 11 với chị gái nha, 11. Đó, không, cái này không có cánh tiên nha. Em gọn không có cánh tiên. Rồi mấy chị yêu nha, mã 2 45, 60 cái bằng đẹp mã 2 mọi người nha. Lấy 2, cầm bên 2 dùm em. Mã số 2 mấy chị, mã 2 dùm em, 79.000 mã 2. Rồi mấy chị 45, 60 cái bằng đẹp ngồi nha. Đó, cho em mã chữ đen mấy chị nha. Đó, lấy nhẹ sống của này ta. Mẹ ơi, đó, chữ đen, lấy chữ đen, cầm bên chữ đen. Chữ đen mấy chị, cái này gì ta? Cái này là cái gì vui vui nè, mình cãi nó vui vui thì cũng chấm thôi. Này là cái gì, em thấy thích này qua đây chị con nha. Thấy cái đó qua đây chị con nha. Ờ, thấy cái gì nó qua đây chị con. Rồi mọi người nghe nói mấy chị có chương trình, thấy gì chờ. Ai có duyên quá vậy nha. Chị có chuyện gì á? Rồi mấy chị gái nghe đẹp ha. Đó. Rồi bọn này mới chơi lấy bộ, lấy cái ba lô đen chính chính cho chị chung. Rồi chữ
thơ mọi người nghe lấy chữ thơ mít nha. 45 đủ lên, 60 cái là đẹp mọi người nghe chữ thơ. Rồi tím chữ thơ giùm em mấy chị nha. Ồ mấy chị ơi siêu đẹp luôn. Rồi lấy bộ này chốt mọi người nghe tím giùm em. 75.000. 45 60 cái đẹp 75.000. Tất chương trình thả bơm mọi người nghe bơm. Bơm. Đây mấy chị. Thay rồi mấy chị gái nghe 45 đủ lên mấy chị ơi quá đẹp luôn. Ồ, sắc sắc mọi người nha. 45 đủ lên 55 cái bằng đẹp nha. Vàng em 75.000. Lượng anh gọn mọi người nha. 45-55 cái bằng đẹp mọi người nha. Vàng 75.000. À, lấy vàng lên vàng 75.000. Chữ thơ 79.000 mọi người nha. Chữ thơ 79.000. Rồi pyjama nè. Nó nãy chị yêu nè hỏi 40kg mà 18 tuổi nè. 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi đỏ mọi người nghe đỏ hình con này con kia dễ thương nè. Chị Trần Liên hỏi gì nè. Rồi 75.000. Ai lấy đỏ comment đỏ mọi người nha. Đỏ 75.000. Đỏ 75.000 em nha. Ai lấy đỏ comment đỏ 75.000. Rồi vàng 75 với chị Nguyễn Thị Lo. Rồi tiểu thơ mọi người nghe mấy chị lửng nè. Đẹp không? Xuất sắc mọi người nghe. Rồi 45 đủ lên 60 cái bằng đẹp mọi người nghe mấy chị. Vàng 70. Vàng 70 nghe tiểu thơ lửng vàng 70. Rồi đỏ 70 nghe em luôn. Đó, vàng 70 đỏ 70. Con đùi nha con để em coi còn không. Rồi đùi 70 lộn à. Vàng 70 đỏ 70 tiểu thơ lửng mọi người nha. Đó 45 60 cái bằng đẹp mọi người nha. Đỏ 70.000. Đỏ 70.000 vàng 70. Đó cái bộ đỏ 75.000 nè sao bán rẻ mối này ta. Tiểu thơ cũng đẹp đó mấy nè. Trời ơi bộ này bữa đó là đau lòng mọi người nghe đẹp quá. Con bò đẹp cực kỳ luôn. Ok đỏ 75.000 cho mấy nhẹ phải không? Mấy nhẹ lấy đỏ phải không? Ừ đỏ đó nè. Rồi bộ bi ma mọi người nói chị bò này đẹp không? Đó 62 cái lại giùm em nha. Đó quá đẹp luôn. 50-62 cái bằng đẹp bò xanh theo 80.000. Bò xanh 80. Ai lấy bò xanh comment bò xanh 80. Bò xanh 80.000 giùm em mấy chị gái nha. Rồi nè mấy chị. Đây con đùi. Con đùi đây chị 65 cái lại dừa giùm em mấy chị gái nha. Quá đẹp luôn. Rồi 70.000. 65 nó lại dừa mọi người nghe mấy chị. Ở xe 65.000 đi. Con đùi từng luôn 65.000. Rồi xăm. Mấy chị nghe đẹp quá nè. Rồi 60.000 giùm em mấy chị gái nghe. Xanh biển nè. Xanh biển xanh đậm. Chữ thơ 70 cho bé nhẹ. Lấy hai bộ đi nghe nhẹ nha. Lấy hai bộ cho con bạn. 70.000 nó cho bé nhẹ hai bộ luôn đi. Rồi mấy chị 65 nó lại giùm em nha. Xanh biển. Xanh biển mấy chị ơi. Xanh biển nè. Xanh đồ tầng nghe mọi người nghe mấy chị. Rồi 65.000 xanh biển nè. 65.000 xanh đậm nè. Bò xanh 80 chị Phan Phượng nè. Bò xanh đẹp cực kỳ luôn chị. Bò xanh đẹp. Này gì đây? Ai đây? Dập ly cho chị Hương Trang. Dập ly tập như qua nè.
coi đỏ người nha. Đập liên như tiền quên mấy chị. Đỏ giùm em mấy chị ơi. Ok nhẹ nè. Rồi hồng mấy chị nghe 75 ngàn của băng rồi. 50-62 chứ mà đẹp hồng mấy chị ơi, hồng 75 ngàn. Hai bộ tên đùi cho chị Ngọc Châu. Em cảm ơn chị Châu. Nhớt nước mắt trời ơi. Bơm bằng gì đó hả bay. Bơm làm bóng bò gì đó hả. Rồi hai bộ tên đùi em hết rồi. Tên đùi hả? 65 ngàn đồng. Rồi nói chị, ủng hộ em bộ này đi mọi người nghe, 75 ngàn. Đỏ 75 là chị chồng cho. Hồng 75, bò 75 ngàn, cam 75 ngàn. Nó có thiếu với mày thân tao hết chưa? Rồi nói chị ơi, cam em 75 ngàn. Bơm 4 bộ này đó. Tại nó bơm mà, nó ghét con ăn mà nó bơm nè. Rồi cam xanh thủy 75 ngàn. 50-62 chứ không đẹp nha mấy chị ơi, cam 75 ngàn. Chị phải mặc nó khô máu. Gặp tao là khô máu rồi. Không, 75 chị Lê Thảo, cho em xin lỗi chị Lê Thảo ơi. À, chị bé Kim ơi, xanh biển, xanh đậm, đùi em hết rồi nha. Chị bé Kim nghe, có khách lụm mà chị ơi. Cam 75 với chị Ngọc Trà, Ngọc Trào, Ngọc Trào, Ngọc Trào, Trào Ngọc. Rồi bò 75 mấy chị ơi đẹp quá. Bò 75 giùm em mấy chị ơi đẹp quá nè. Này bơm nè mọi người nghe bơm nè. Có ngày qua tới bơm nữa rồi đó. Rồi cam em hết rồi. Dập ly nãy nhiêu quên rồi. Dập ly nhiêu rồi ta. Chị Thu Trang ơi dập ly nhiêu tiền hả? Bỏ cam chai. Cam chị Phan Thượng nè. Cam chị Phan. Ấy lộn bò chị Phan Thượng. Bây giờ qua con ngồi xuống hai bà hoàng. Dạ cảm ơn mẹ không ăn. Dập đi nãy được 75 ngàn anh ơi. Rồi bộ này lụa nghe mấy chị nghe. Bộ lụa dễ thương cực kỳ luôn. Rồi 50-60 kế bằng đẹp. Rồi bộ lụa này xem mấy chị luôn 70 ngàn à. Rồi mấy chị gái nha. Rồi giờ chị Ngọc vào ngồi gặp không lấy cam. Chúng cam thì chị Trần Trung. Chị giàu mà không có bò nghe, bò chúc chị Phan Phượng rồi nghe. Nghe nghe gõ giùm em mấy chị nghe, để chị với bà đòi em không có đâu nghe. Chị Lê Thảo là chốt bộ gì đó? Chị Lê Thảo là lấy bộ màu hồng. Bộ màu hồng của hai. Ừ, rồi chị giàu Ngọc bỏ cam thì chúc cam của chị Trần Trung. Bộ trên da là bộ bò cho chị Phan Phượng. Ok chị Phan Phượng. Lộ 70 ngàn cho chị Tiên Hạm. Ok Tiên Hạm nè. Còn đòi không lửng không muôn, dạ còn. Dạ còn nghe chị Giang Linh ơi. Chị Giang Linh lấy sai nào chị Giang Linh ơi, em còn lộn xộn sai rồi chị Giang Linh lấy đi rồi em để rẻ cho chị ruột. Rồi bộ này mọi người nghe coi giùm em nha, cái này là quần ống rộng, quần ống rộng mọi người nghe mấy chị. Nó cái mẫu là nó gì nè, đó dạng giống giống mọi người nghe, cái thổ cẩm kiểu hồi xưa nè đó, kiểu hồi cái thời mà nó hot đó mọi người nghe, nó hot hot hot. Lừa 70 em hết rồi. Rồi chị nào lấy chốt nghe em bán tặng mọi người nghe, cơm bò hai bộ mấy chị nghe 95 ngàn. Trời ơi ghê chưa, hai bộ 95 ngàn là kiểu như là bán đi luôn á mọi người nghe, không quay lại nghe mọi người nhớ em nha. Tính ra chưa tới 50 ngàn bộ mọi người nghe mấy chị, nói dễ thương không. Bố mua đổ lên 55-56 cái bằng vừa, cái này bận lên mới dễ thương nha, tại mình cầm thì không thấy dễ thương nha mọi người nha. Rồi ở đấy cho em combo hai bộ 95 ngàn. Ồ lập khởi nữa hả, đây là lập khởi sao? Chị ơi lập khởi nè. Wow đẹp chưa. Ôi ôi nó. Hồi bữa thời bán 105 ngàn bộ mọi người nha. Rồi lập khởi xe với chị 80 ngàn. Pyjama 45 đủ lên mọi người nha. Đó 6 mỗi lại vừa lập khởi giùm em. Mấy chị gái nghe 80 ngàn. Đó mấy chị nghe hai bộ. Hai bộ hai cái khác nhau mọi người nha. Rồi 80 ngàn bộ. À lấy bi mà lập khởi trước em nè. Rồi ăn gì đâu bụng. Rồi lập thải mọi người nghe, lập thải 80, ở đây lập thải của mình lập thải nghe, lập thải 80 ngàn. Ê có ai mua hồng nữa không ta, hồng còn bộ hồng nè. Còn khoảng bao nhiêu, ít rồi chị, cái thùng lửng mình còn nhớ đi. Cái thùng lửng mà bên có 60 ngàn á. Rồi anh còn bộ hồng 75 ngàn mọi người nghe, lấy hồng cái hồng nghe nè. Hồng 75 ngàn. Cả 50 bỏ lại chị Giang Linh ấy, lộn cộng thai ấy chị. Đẹp không à?
rồi đen em mọi người mấy chị đó đẹp á, rồi đen bên đen em 75.000 luôn, 50-60 cái bằng đẹp mọi người nha, rồi đen 75.000, lập thể 80.000, chị chờ chị Trinh, chị Loan lấy mấy bộ chị ơi, rồi à, đưa cho chị coi đi. Kiếm gì à, bữa nay không có bán, không có đồng nào hết trơn á, không có cái đồng nào hết trơn á, không có đồng nào hết trơn á, có ai mua gì đâu mà có tiền. Chị không cho số điện thoại bây giờ qua đơn rồi, tụi em không biết gì chốt cho bà luôn nè.
Khi mà mấy chị comment cái mã đó, mọi người phải kèm luôn cái số điện thoại là có cái mã nghe mọi người nghe. Bây giờ chị cho số điện thoại cũng như không, đâu có biết gì đâu, nó chết nè, đâu có quay lại được đâu, em không quay lại được nè. Rồi bỏ lên mặt 65-67 cái bằng dừa đó. Mã 1 là bên cái gì em không biết nữa chứ. Mã 1 là cái gì á? Mã 1 là chim muối gì cho Thảo Dương ơi. Bảo đang cầm có xe bự luôn cái xíu ơi. Bảo đang cầm có xe bự luôn nha. Mấy chị bảo xanh này là 60-65 cái bằng dừa nè. Xanh 60-65 cái bằng dừa. Rồi nãy mấy chị mua mã 1 là mã 1 gì vậy? Mã 1 là có banh gò, có ba quần dạ. Nó có 1 mã 1 có mãi chốt rồi. Rồi mấy chị gọn nha, mấy chị sọt giùm em nè. Sọt vàng. Sọt vàng này là size 40 đổ lên 55 cái bằng đẹp nha. Sọt vàng đó 60.000 bộ nghe chị nha. Rồi lấy sọc vàng, lấy sọc vàng bò lên ổ lửng chưa, lửng pyjama hay lấy gì cho Lê Mỹ. Rồi tiểu thơ tiến mọi người nha. Rồi bơm lấy cho bơ tiến 75.000, tiến 75.000 lấy tiến bước tiến giùm em. Chị Nguyễn Hương bộ đăng mặt, chị Nguyễn Hương cho số điện thoại 0939370 370 857. Rồi chứ rồi chị cho 370 chứ này 307 rồi để chốt bộ đầy ra mặt cho chị nha. 66 cái bằng dừa nè. Nói chứ rồi chị có mua mà bên em chút đâu không được, với lý do là gặp anh hàng sớm. Ok chị yêu nè. Rồi mọi người nghe ai lấy bộ này chút tiếp tiểu thơ. Tiểu thơ mới đọc như quên rồi ta. 79.000 không ta, không dài. Ừ. Rồi mấy chị ơi, tiếng 79.000 một dài. Ừ. Rồi tiếng 79 cho nhẹ Nguyễn nè. Rồi đủ lửng mọi người nha, đủ lửng giùm em nè. Rồi size 50-60 kg bằng đẹp mọi người nha, đủ lửng giùm em. Đó. 60k sọc vàng. Ok, chị Võ Thị Nàng. Sọc vàng 60.000. Rồi bộ đuổi mọi người nghe mấy chị đuổi lửng giùm em nè. 50-60 kg vàng đẹp giùm em ha. Rồi cục vàng vào chốt cục này comment mấy chị gái nha. Comment giùm em ha. 65.000. Bước 65.000. Lấy xe 3 hả chị? Xe 3 chị 10 bộ hả? Xe 3 lộn xộn hả chị? Sọc vàng 60 kg vừa không? Ê, cái lửng đó coi thi coi sai còn sai gì sai gì bán đi. Rồi mấy chị áo giấy nha. 45-60 cái đồng đẹp áo giấy này xem mọi người 50.000. 50.000 áo giấy 50.000. Tập vàng cái cổ vuông còn cái bự hơn. Vậy hả? Cái tập vàng là cổ tròn á, cổ vuông. Mở cầm lên bộ cổ vuông mày nhổ lông nó con nha. Cái này nè, bả đang ngó cái này nè chị. Ờ. Mở bộ này cái hai mà. Tập vàng thì là hết xe ba chị ơi, còn cái hai thôi. Rồi 65-67 là vừa mọi người nghe ton. Ton quần lỡ 75.000 nha. 65-67 là vừa. Ton giùm em 75.000 ton. Không phải là 7 mỏng mà chị dăng lên là bởi vì mỗi người sở thích. Đây để em giải thích cho mọi người nè. Nó có hai cây giải, đưa cái bộ cơ sọc này chị coi với cái bộ màu vàng kia. À cái bộ không, đưa cái bộ vàng cái đó đây, đưa cái ờ đó. Chị là bà không thích cho nó vậy mà sao em lại ngược một em lại ngược đời với chị ta. Bộ cánh dơ có 67 kg không có. Chị Minh Thư Nguyễn ơi, nè chị bà không thích cái này phải không? Trời mọi người một ý thích nha. Em lại thích cây này. Em lại đặt thêm cái cây này mọi người nghe. Má trời cái vải này em thấy nó đẹp hơn cái vải này. Ôi sao ta mỗi người ý thích thì sao á. Vậy là chị không thích cây này phải không? Tại vì á trong tại trong mấy nơi em bán mọi người nghe có cái cây này là em thích giải giúp mọi người nghe. Có nghĩa là cái vải nó mềm hơn, nó mỏng hơn một xíu mọi người nghe, nhưng là bạn rất là mát luôn. Đó, mỗi người một ý thích thì sao ta? Em lại thích cái này ta, không hiểu. Là cái gì Trương Hồng? Trương Hồng vụ gì? Bộ cánh dơ 67 cái bằng dừa đó chị Minh Thiên Nguyễn ơi, lấy mấy bộ ở lộn Minh Thiên Nhất. Rồi bộ này cái số 3 mọi người nghe, số 3 nè. 40 đổ lên 55 kg bằng dừa mấy chị ơi, châu 60.000. Không ai tin mệnh mọi người nghe, trời em thấy cái cây này đẹp ghê nè. Nó 60.000. Bộ đuổi có 63 tiếng không? Dạ có. Rồi mấy đuổi này hàng không, hàng bơm cũng có nha. Bộ đuổi này 65.000. Rồi mấy chị áo lưới đẹp ha. 45-60 kg mạc là lưới giấy 50.000. Với chữ đen 50.000. Giấy 50.000. 50.000.
gì đâu mà thấy dầm gì đó. Rồi đủ đùi 50-60 kg bằng đẹp, đủ đùi 60 ngàn. 50-60 kg bằng đẹp mấy chị nha. Rồi mấy chị comment xanh đùi 60 ngàn. Bộ ngố còn không chị? Ngố nào ta? Ngố nào? Ngố nào chị Hoa Phan ơi, ngố nào? Rồi bộ sâu len 40 đổ lên 55-56 kg bằng đẹp nè. Rồi chữ đen 50 ngàn cái chữ Hoa Phượng. Rồi bộ sâu len xanh đen 95 ngàn. 40 đổ lên 55-56 cái bằng đẹp nha, xanh đen 95 ngàn. Chữ đen chữ len là tháo 50 ngàn. Xanh đùi 60 ngàn, chúc đây chị nhân viên. Rồi 50-60 cái bằng đẹp mấy chị nha, dập ly xanh hoa 105 ngàn. 50-60 cái bằng đẹp người nghe xanh hoa giùm em, 105 ngàn xanh hoa. Tập hồng 1,5 cho chị Nguyễn Ngọc. Rồi 50-60 kg bằng đẹp ngươi nha, lọc thể vàng. Lọc thể vàng nha mọi người nha, 105 ngàn. Đúng rồi. Ok chị Giang Linh, không em thấy đẹp thiệt. Em thấy đẹp thật sự. Áo sơ mi một lưỡi. À hết trơn rồi, sô len 65 kg ha. Hết hàng rồi. Rồi mọi người nghe 50-60 kg bằng đẹp người nha. Ủa mấy chị sơn thủy đẹp quá nè. 50-60 kg bằng đẹp nghe chứ mã sơn thủy 105 ngàn dập ly mọi người nghe, sơn thủy giùm em đẹp quá ha.